Trong một buổi tối tuyết bay đầy trời, quân đội Hàn Quốc phái một nhóm người trang bị đầy đủ vũ khí, đến một chung cư đã bị phá hủy. Nơi này ngập tràn mùi chết chóc, chỉ thấy có những sinh vật kỳ lạ giống như quái vật, không ngừng giãy giụa trong trời tuyết. Lúc này trong đống đổ nát có một chàng trai quần áo rách nát tập tễnh đi ra. Do tuyết bay đầy trời, phía quân đội không thể xác định được rốt cuộc anh có phải là người hay không, vì vậy họ ra lệnh cho anh dừng lại, nhưng chàng trai vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng phía quân đội ra lệnh nổ súng, cơn mưa đạn lập tức đổ xuống người chàng trai. Điều khiến mọi người không thể ngờ tới là dường như chàng trai này có thể bất tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở nơi này? Câu chuyện phải bắt đầu từ một tháng trước. Do bố mẹ của Hee Eun-soo đã không may qua đời không lâu trước đó, một mình anh chuyển đến Green Home, một chung cư tồi tàn. Anh bị tự kỷ định trèo lên trên nóc nhà nhảy xuống, nhưng khi đứng ở mép sân thượng, anh đứng mãi vẫn không có đủ quyết tâm để nhảy xuống. Đúng vào lúc này, một cô gái múa ballet đã thu hút sự chú ý của anh, cô là Lee Eun-soo. Dưới ánh mặt trời ấm áp, cô gái hiện lên vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Nhưng khung cảnh tươi đẹp này rất nhanh đã bị cắt đứt. Thì ra cô không cẩn thận dẫm trúng bã kẹo cao su. Cô hỏi Hee Eun-soo có phải anh đã nhả bã kẹo ra đây không? Cô gái múa ballet mặc dù có vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn, nhưng vừa mở miệng ra đã có cảm giác của một cô gái nghịch ngợm phá phách. Cô nói với Hee Eun-soo không ngờ người đẹp trai cũng bị tẩy chay. Từ câu nói này có thể thấy cô là một cô gái suy nghĩ chu đáo tỉ mỉ. Nhưng câu tiếp theo lại thể hiện ra bộ dạng lạnh lùng của cô. Cô bảo Hee Eun-soo đừng gây phiền phức cho chung cư, muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Những người sống trong chung cư có đủ tầng lớp và thân phận khác nhau. Người sống ở trên phòng Hee Eun-soo là một cô gái thích đánh đàn tên John Jisoo. Cô vừa đi làm thêm vừa viết nhạc, ước mơ của cô là một ngày nào đó có thể cháy hết mình với niềm đam mê âm nhạc. Hôm đó Jisoo ra ngoài đi làm thêm, khi đứng đợi thang máy cô gặp người phụ nữ sống cùng tầng với mình. Người phụ nữ đẩy xe nôi cho em bé, hai người đứng nói chuyện phiếm vài câu. Cô nói mình có một cô công chúa được 12 tháng tuổi. Jisoo tò mò cúi người nhìn vào trong xe nôi, nhưng bất ngờ là bên trong không hề có đứa bé nào cả. Xem ra tinh thần của người phụ nữ này không bình thường cho lắm. Jisoo tìm cớ để không phải đi chung thang máy với người phụ nữ kỳ lạ đó. Sau đó một người đàn ông xuất hiện, anh nói với Jisoo người phụ nữ khi nãy là người tốt. Một năm trước do cô chăm con không cẩn thận nên đứa bé không may qua đời. Sau chuyện đó tinh thần của cô bắt đầu bất thường. Anh là Jung Jae-hyun, là một giáo viên quốc ngữ và cũng là tín đồ của đạo Thiên Chúa. Vừa gặp Jae-hyun đã tỏ ra quá nhiệt tình, khiến cho Jisoo cảm thấy không thoải mái lắm. Khi đi ra khỏi thang máy, Jae-hyun không may va phải một người đàn ông mặc áo hoa tên là Sang-wook. Người đàn ông không quay đầu lại đi thẳng một mạch vào trong thang máy. Chỉ thấy trên mặt anh ta có một vết thương rất lớn, vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa đâu. Quả nhiên anh ta dùng băng keo quấn kín từ đầu đến chân một người đàn ông và nhốt người đó trong phòng mình. Anh mặc kệ những lời cầu xin của anh ta, cầm điếu thuốc đang cháy dở nhét thẳng vào miệng đối phương. Có thể dễ dàng nhận thấy hai người họ chắc chắn có thù với nhau. Ở phòng bảo vệ, do trong lúc làm việc chú bảo vệ vô tình ngủ quên nên bị mắng một trận. Đúng vào lúc chú đang buồn bực thì một người phụ nữ tự xưng là đến từ Gangnam đến gặp bảo vệ. Nói rằng có người gửi cá cho cô, vì cô không ăn cá này nên tặng nó lại cho chú bảo vệ. Khi mở thùng xốp ra, chú phát hiện số cá trong thùng đã thối rồi. Chú bảo vệ bị kích thích đột nhiên chảy máu mũi. Sau đó chú bảo vệ đi lên tầng 14 nơi Hee Eun-soo ở, để nhắc nhở anh xuống phòng bảo vệ đăng ký cư trú. Hee Eun-soo chỉ nói anh sẽ đi đăng ký sau rồi đóng cửa lại, nhưng chú bảo vệ vẫn đứng ở trước cửa dòm ngó mãi không chịu rời đi. Đúng lúc này cô gái nhà kế bên đi ngang qua, cô tự lẩm bẩm một mình sao lại chảy máu mũi rồi. Sau khi cô gái xuất hiện thì chú bảo vệ liền đi theo cô. Đến tối Hee Eun-soo ở trong phòng chơi game, cô gái nhà bên đang cho mèo ăn. Cô nhịn ăn để giảm cân nên buột miệng trách cứ mình nhịn đói sắp chết, còn hoàng thượng vẫn ăn ngon lành. Sau đó hình như cô gọi điện thoại về nhà, cô nói rằng gần đây cô hay nghe thấy tiếng động lạ và còn hay chảy máu mũi. Nói xong liền truyền đến tiếng khóc thảm thiết của cô gái. Hee Eun-soo chơi game xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của nhân viên giao hàng. Do bảo vệ không ở trong phòng nên hàng đã được đặt trước cửa phòng anh rồi. Điều kỳ lạ là thùng hàng của anh dường như đã bị mở ra, những gói mì trong đó đã bị xé rách vung vãi đầy đất. Dựa vào dấu vết để lại trên mặt đất, Hee Eun-soo lần theo đến trước cửa nhà cô hàng xóm. Cửa nhà bên đang mở, một bàn tay đầy máu bỗng dưng xuất hiện nắm lấy cái đầu của con mèo. Rõ ràng cơ thể của con mèo đã bị nó ăn mất rồi. Hee Eun-soo sợ hết hồn hết vía vội vã chạy về nhà nhảy lên nệm chùm chăn lại. Là phúc thì không phải họa, mà là họa có trốn cũng không được. Rất nhanh chuông cửa nhà anh reo lên, cô gái hàng xóm dùng giọng điệu hốt hoảng sợ hãi nói làm ơn hãy cứu tôi. Hee Eun-soo lấy hết can đảm đi đến cửa nhấc điện thoại lên nghe. Cô gái vừa khóc vừa nói với Hee Eun-soo là cô vừa về đến nhà thấy cửa không khóa. Trong phòng hỗn loạn, mèo của cô cũng không thấy đâu nữa, đã vậy trên mặt đất còn đầy máu. Cô gái cầu xin Hee Eun-soo mở cửa cho cô vào trong với anh. Hee Eun-soo cẩn thận không mở cửa ngay mà quyết định báo cảnh sát giúp cô, nhưng tiếc là điện thoại không có sóng. Để đảm bảo cô gái không phải con quái vật ăn thịt mèo, Hee Eun-soo muốn xem thử tay cô có máu hay không. Không ngờ sắc mặt của cô lập tức thay đổi, tiếp đến cô trở nên điên cuồng hơn. Cô gào thét bắt Hee Eun-soo mau mở cửa, khuôn mặt rất đáng sợ, cùng lúc đó máu mũi không ngừng tuôn ra. Đúng vào lúc cô định phá cửa xông vào nhà thì trên lầu truyền đến tiếng đàn của Jisoo, cô bị tiếng nhạc thu hút rời đi. Hee Eun-soo cầm gậy định đi ra ngoài xem xét tình hình, vừa đi ra ngoài liền gặp Sang-wook đi từ trên lầu xuống. Hee Eun-soo hỏi anh có nhìn thấy một cô gái kỳ lạ không? Sang-wook chưa kịp trả lời thì Hee Eun-soo đã ngất đi. Jisoo lúc này vẫn đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc, dường như cô vẫn chưa phát hiện ra bên ngoài xảy ra chuyện.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô còn tưởng là mình đánh đàn làm ồn đến hàng xóm. Đi ra ngoài cửa, Jisoo vội vã xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô ấy đã biến thành quái vật. Con quái vật không ngừng nói rằng nó đang đói. Thấy Jisoo không chịu mở cửa, nó tức giận điên cuồng đập cửa. Jisoo cầm gậy bóng chày lên để phòng thân. Đến khi cô đi ra cửa thì con quái vật đó bỗng dưng biến mất rồi. Lúc này Sang-wook đột nhiên xuất hiện khiến cô sợ hết hồn. Ra đến cửa, Jisoo nói cho Sang-wook biết những gì cô vừa trải qua. Phía cuối hành lang, cửa kính bị vỡ một mảnh lớn, có lẽ con quái vật đã nhảy từ trên lầu xuống dưới. Sang-wook đấm một phát vào cửa nhà của Jisoo, cánh cửa lập tức bị lõm vào. Có thể thấy khả năng chiến đấu của Sang-wook đứng đầu trong những người ở chung cư này. Nhưng khi so sánh với cú đấm của con quái vật thì có vẻ anh vẫn yếu hơn một chút. Buổi tối, anh trai của Unjo là Un Hee-uk chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, anh phát hiện thang máy không thể sử dụng được. Những người đang định đi ra ngoài lúc này cũng phát hiện ra điện thoại bị mất sóng, càng khó khăn hơn là tất cả các cửa của chung cư đều bị khóa lại. Dường như có người đang cố ý nhốt tất cả mọi người ở trong chung cư. Khi dùng sức phá hỏng sợi dây xích khóa cửa, Ji Kyung trước đây là lính đặc chủng, giờ cô đang làm việc trong sở cứu hỏa. Cô đi vào bên trong định dùng điện thoại cố định ở đó để gọi cứu viện bên ngoài, kết quả điện thoại cố định cũng gặp trục trặc. Ông chú Seok Hee-eun là chủ siêu thị, phát hiện ra công tắc mở cửa trong phòng điều hành. Ông vui vẻ thông báo cho mọi người biết cửa chính sắp được mở ra rồi. Nghe được tin tốt này, tất cả mọi người đều tập trung ở ngoài cửa. Nhưng vào lúc cửa sắt chậm chậm nâng lên, mọi người liền nhìn thấy một con quái vật vừa cao vừa gầy đứng ngay ngoài cửa. Mọi người đâu biết là tử thần đang đến gần, bọn họ tò mò nhìn ra bên ngoài xem nó là gì, thậm chí còn có một người phụ nữ lớn tuổi bình tĩnh giơ điện thoại lên chụp hình. Khi tất cả mọi người nhận ra nguy hiểm ở trước mặt thì tất cả đã muộn rồi. Con quái vật há to miệng lè cái lưỡi dài ngoằng, miệng không ngừng chảy máu. Lưỡi của nó quấn lấy một nhân viên bảo vệ, chỉ trong chốc lát anh đã bị con quái vật hút sạch máu, trở thành một cái xác khô. Thấy vậy mọi người lập tức trốn đi, có một số người muốn chạy lắm, nhưng sợ đến mức chân mềm nhũn chạy không nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có một mình Un Hee-uk đứng ra chiến đấu. Anh mở bình cứu hỏa lên và không ngừng phun vào người con quái vật khiến nó phải lui lại. Anh nói với chú Seok Hee-eun đang đứng bên cạnh sợ run lẩy bẩy rằng mau chóng phối hợp với anh, một khi con quái vật lùi ra bên ngoài chung cư lập tức nhấn nút đóng cửa. Kế hoạch sắp thành công thì vào lúc mấu chốt bình cứu hỏa phun hết, đột nhiên Ji Kyung xuất hiện xô con quái vật bay ra ngoài chung cư. Un Hee-uk nhanh tay kéo cô vào bên trong. Sau khi giải quyết xong mối nguy hiểm, Seok Hee-eun cào nhào với Ji Kyung: chính phủ làm gì thế không biết, mỗi năm chúng tôi đóng biết bao nhiêu thuế, vậy mà các người đến một con quái vật cũng không xử lý được. Nghe đến đây, Un Hee-uk nói với mọi người là không chỉ có một con quái vật đâu. Trong màn sương mù, các con quái vật với đủ hình thù khác nhau đang tập trung ngoài cửa chung cư, như những con quỷ đang đi săn mồi trong đêm. Một khi con người rơi vào tay chúng thì chắc chắn chỉ có đường chết. Kể đến đây, chúng ta bổ sung thêm chút thông tin về nam chính Hee-un-so. Năm nay anh 19 tuổi, đang học giờ cấp 3 thì bỏ học. Là một thanh niên cá biệt điển hình, trước kia thường xuyên tự làm tổn thương bản thân và từ chối mọi hoạt động xã giao. Hoạt động duy nhất của anh chính là trốn trong phòng chơi game. Bố mẹ anh vốn dĩ định đưa anh và em gái đi du lịch, nhưng Hee-un-so không chịu tham gia. Trong lúc lái xe, bố mẹ Hee-un-so cãi nhau về tình hình hiện tại của anh. Trong cuộc cãi nhau của hai người có thể biết được, bố của Hee-un-so là người đam mê công việc, không dành thời gian chăm sóc gia đình. Còn mẹ Hee-un-so là người dành tất cả tình yêu thương cho con. Trước khi đi, bà còn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho Hee-un-so, khi nào đói đi hâm nóng lên là ăn được. Do tranh cãi nên bố Hee-un-so bị phân tâm. Ngay sau đó bi kịch đã xảy ra, xe của họ đâm thẳng vào một chiếc xe tải, cả ba người không may qua đời. Trong đám tang của người thân, người không bao giờ chịu xuất hiện trước đám đông như Hee-un-so, cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nhưng anh không tỏ vẻ đau buồn, ngược lại còn vô cùng tức giận, bởi vì bố mẹ chỉ để lại cho anh số tài sản rất ít ỏi. Anh tức giận vì số tiền này sao đủ cho anh xài, tương lai anh không biết sẽ phải sống thế nào, xem ra có vẻ như anh muốn ăn bám bố mẹ mình cả đời. Hee-un-so quá kích động nên bị lôi ra khỏi linh đường. Quay về hiện tại, Jisoo ngồi trên nền nhà, Hee-un-so đang nằm bên cạnh cô ngủ say như chết. Jisoo thầm mắng Sang-wook gọi cô qua để chăm sóc cho Hee-un-so, rồi anh chạy ra ngoài mất. Unjo không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cô chuẩn bị đi ra ngoài. Khi leo cầu thang bộ xuống tầng dưới, cô nghe thấy có tiếng động, cô vô tình bước hụt làm cổ chân bị trẹo, đúng lúc này Sang-wook đi qua. Khi hai người đang xấu hổ không biết làm sao thì nữ quái vật lại xuất hiện, nó đánh lén Sang-wook và cắn vào vai anh. Nhưng Sang-wook cũng không phải người dễ động vào, anh đá nữ quái vật bay vào bức tường đổ nát, sau đó còn đá thêm vài phát nữa cho đến khi nữ quái vật nằm im bất động. Ji Kyung và anh lính So-ung, khênh xác của nhân viên bảo vệ gặp nạn vào trong nhà kho. Mặc dù So-ung không đồng ý, nhưng Ji Kyung vẫn dùng điện thoại để chụp lại bộ dạng đáng sợ của bác bảo vệ, cô nói cho dù thế nào cũng phải để người nhà thấy bác lần cuối. Lúc này Jisoo cũng chuẩn bị xuống lầu, cô nhìn thấy một người đàn ông cầm chai rượu đứng ở góc tường. Anh ta đứng lẩm bẩm với bức tường, đại khái là ở công ty anh bị sếp chơi cho một vố. Cùng với sự tức giận ngày càng tăng thì cơ thể anh ta bắt đầu biến đổi, anh không ngừng gào lên. Thấy vậy Jisoo vung gậy bóng chày đánh ngất anh ta, nhưng chớp mắt anh ta đã biến thành quái vật. Vào lúc tính mạng của Jisoo như đèn treo trước gió, Jae Hee-eun xuất hiện vung dao chém mất nửa đầu của con quái vật. Hai người cứ tưởng rằng con quái vật đã tiêu đời rồi, nhưng không ngờ nó lại sống lại dưới hình dạng quái vật nửa đầu, điều này cho thấy lũ quái vật có giết thế nào cũng không chết. Ở cửa tầng trệt của chung cư, để đề phòng quái vật lại tấn công, Un Hee-uk bảo mọi người dọn đồ đến chặn ngoài cửa.
Người phụ nữ đến từ Gangnam nói con gái của bà vẫn đang trên đường về nhà. Bà yêu cầu Eun Hee-uk chờ thêm lát nữa hãy chặn cửa. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, Eun Hee-uk từ chối yêu cầu của cô. Đúng lúc này điện thoại của tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn thông báo thảm họa khẩn cấp của chính phủ. Nhắc nhở mọi người nếu có triệu chứng chảy máu mũi, xuất hiện ảo giác và tấn công người khác lập tức phải mang đi cách ly. Trong chốc lát tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, mọi người không muốn rời đi và họ hy vọng đội cứu hộ sẽ đến. Anh chàng tóc xoăn cho rằng không ai tới cứu họ đâu, bây giờ hầm để xe cũng bị khóa lại. Không lái xe họ không thể nào chạy thoát khỏi đám quái vật ở bên ngoài, chi bằng giờ ai về nhà nấy đi. Anh tích cực dụ dỗ mọi người mở cửa cầu thang bộ và cùng anh đi cầu thang bộ về nhà. Nhưng So-ung cản anh lại, nói rằng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải chặn lối vào, nên quan sát tình hình trước. Chú Seok Hee-eun cũng xuất hiện ngăn cản anh chàng tóc xoăn. Ai biết sau cánh cửa cầu thang bộ đó có quái vật hay không, vậy nên không thể mạo hiểm mở cửa ra được. Cả hai bên xảy ra tranh chấp khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Đột nhiên có tiếng mở cửa, mọi người sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Chỉ thấy Sang-wook đi từ bên trong ra, thấy trên vai anh có vết thương do quái vật cắn, mọi người hoảng loạn như nhìn thấy quỷ. Nhân lúc anh không đề phòng, Seok Hee-eun dùng súng điện để đánh ngất anh. 8 tiếng sau Hyun So tỉnh lại, khung cảnh bên ngoài đã giống như ngày tận thế. Đột nhiên anh bắt đầu chảy máu mũi, lẽ nào Hyun So cũng giống như cô gái quái vật nhà bên sao? Hyun So và Eun Hee-uk dường như lên mạng tìm kiếm thông tin cùng một lúc. Họ phát hiện một blogger tên là Krupru đã viết bài như sau: đây không phải là bệnh mà là một lời nguyền dành cho con người, trước khi biến thành quái vật sẽ bỗng nhiên bị chảy máu mũi và xuất hiện ảo giác. Chủ nhân của bài viết này cũng đã bị quái vật ăn thịt. Anh ta khuyên mọi người, nếu như xuất hiện những triệu chứng trên nên sớm tự kết liễu, bởi vì nếu cố sống tiếp sẽ gây ra phiền phức. Nhưng nếu như bạn quyết tâm sống đến cuối cùng, thì có một chuyện bạn bắt buộc phải biết. Khi đọc đến đoạn này bỗng dưng bị mất mạng, đúng là tức muốn chết mà. Lúc này Hyun So đột nhiên nhớ đến số mì gói ở ngoài cửa, anh tò mò không biết nó còn ở đó không. Kết quả không những mì gói vẫn còn nguyên, còn có thêm cả con quái vật nửa đầu ở đó nữa. Nó chính là con quái vật trước đó bị Jae Hyun chém mất nửa đầu, do không có mắt nên con quái vật không thấy gì cả. Hyun So muốn nhặt cây gậy lên, nhưng chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ đã khiến con quái vật để ý tới, có thể thấy khả năng nghe của con quái vật vô cùng nhạy bén. Hyun So không dám động đậy, không lâu sau con quái vật nửa đầu tự động rời đi. Seok Hee-eun và hai anh chàng nhát gan đến trước cửa nhà kho nơi nhốt Sang-wook. Mặc dù không biết chắc chắn là liệu anh ta có biến thành quái vật không, nhưng họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ba người thống nhất ý kiến quyết định giết chết Sang-wook. Vì ra vẻ với hai người kia, Seok Hee-eun lấy hết can đảm đi vào trong để thực hiện kế hoạch. Ông đeo mặt nạ phòng độc đi vào bên trong, vừa vào trong đã bị xác của nhân viên bảo vệ dọa cho sợ vỡ mật. Không ngờ rằng Sang-wook giả vờ ngủ, dùng đầu đập mạnh một cái khiến Seok Hee-eun ngất đi. Một bên khác, Jisoo và Jae Hyun cùng nhau đi tìm thức ăn. Khi đi ngang qua phòng của Sang-wook, họ nghe thấy tiếng người ở bên trong, anh ta đọc ra 4 con số. Jisoo đoán có lẽ nó chính là mật khẩu khóa điện tử của căn nhà. Sau khi nhập vào thì cánh cửa quả nhiên đã mở ra. Không biết từ lúc nào anh chàng bị quấn băng keo đã bò ra tận ngoài cửa, hai người lập tức ra tay cứu giúp. Hóa ra anh là Ju Jae-ung, là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này. Anh nói mình bị đột nhập vào nhà và bị cướp mất nhà. Jae Hyun nhìn cuộn băng keo xanh ở ngoài cửa và nhớ lại lúc va phải Sang-wook ở cửa thang máy. Lúc đó có một cuộn băng keo rơi từ trong túi đồ của Sang-wook ra. Ju Jae-ung hỏi hai người rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Anh ở trong nhà liên tục nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. Jisoo nói là chỉ dùng lời nói thì rất khó miêu tả cho anh biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại là anh sẽ biết nhanh thôi. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Ju Jae-ung nhìn một người cầm dao, một người cầm gậy bóng chày, còn anh đi tay không chẳng có gì hết. Anh cảm thấy không an toàn, vậy nên anh quay vào nhà cầm một cây búa để phòng thân. Không lâu sau bọn họ phát hiện chủ nhân của một căn nhà đã treo cổ tự vẫn. Chuyện này khiến Jisoo đồng cảm. Trước đây bạn thân của cô sau khi tự sát đã để lại cây đàn cho cô. Jae Hyun cho rằng chủ nhà này cảm thấy thất vọng với thế giới nên mới chọn cách quên sinh. Nhưng suy luận của anh bị Ju Jae-ung phủ định, bởi vì ít nhất người này đã qua đời một tuần trước rồi, nếu không có kiến thức pháp y chắc chắn không thể nhận ra. Chuyện này khiến cho Jae Hyun tò mò hỏi tại sao anh lại biết. Ju Jae-ung không muốn nói nhiều, sau đó anh lấy cớ không muốn làm phiền hai người để về nhà. Hyun So lại bắt đầu có suy nghĩ dại dột, anh muốn chết khi mình vẫn còn là một con người. Khi anh mở cửa ra nhìn xuống dưới, thì thấy anh lính ở tầng 12 đang đu dây xuống dưới để tìm chút đồ ăn cho con. Anh ta không hề chú ý đến ngay cạnh đó, có một con quái vật mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào anh. Hyun So lớn tiếng nhắc nhở anh, đáng tiếc anh lính vẫn bị con quái vật tấn công và rơi xuống lầu. Hyun So đóng cửa lại trốn ở trong phòng, bên tai nghe vanh vảnh tiếng con của anh lính lúc nãy đang cầu cứu. Hyun So động lòng trắc ẩn, anh mở cửa sổ nhìn xuống dưới, cùng lúc đó con quái vật cũng phát hiện ra anh. Sau đó nó như một con chăn săn mồi siết chặt lấy người của Hyun So. Đúng vào lúc anh nghĩ mình chuẩn bị mất mạng, đột nhiên cơ thể của con quái vật bị chia làm hai. Hung thủ gây ra chuyện này là ông chú sống cùng tầng với Hyun So. Ông chú này là một cao thủ về vũ khí, lúc nãy ông đã dùng đại bác tự chế để đánh bại quái vật mắt khổng lồ. Hyun So định lên tiếng nhưng bị ông chú cản lại, bởi vì quái vật nghe thấy tiếng sẽ đến. Sau đó ông chú dùng bút viết lên giấy để nói chuyện với Hyun So, ngoại trừ nhắc nhở anh đừng lên tiếng, còn nói những con quái vật này không chết. Hyun So nhìn xuống dưới lầu, mặc dù con quái vật lúc nãy bị mất đầu rồi, nhưng cơ thể của nó vẫn có thể hoạt động tự do.
ông chú hỏi Hyun-soo có muốn cứu con của anh lính lúc nãy không. Cuối cùng Hyun-soo quyết định làm anh hùng một lần. Dưới những lời nhắc nhở của ông chú, anh đeo tai nghe vào và gọi điện thoại. Như vậy chỉ cần quái vật đến gần sẽ có tạp âm nhắc nhở anh. Hyun-soo thuận lợi đến nhà của ông chú. Tin tốt là ông chú là lính đã xuất ngũ, thông thạo cách lắp đặt và chế tạo các loại vũ khí. Chỉ cần có đủ nguyên liệu đến xe tăng cũng có thể lắp ráp được. Tin xấu là ông chú bị liệt hai chân, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Điều này có nghĩa là muốn cứu người thì Hyun-soo phải đích thân đi. Ông chú cải tạo cây gậy mà Hyun-soo mang đến thành một cây gậy điện có dao ở đầu, nhưng nó vẫn chưa đủ để giết chết quái vật mà chỉ có thể dùng để phòng thân. Nếu gặp phải quái vật tốt nhất vẫn nên chạy đi. Hyun-soo nhớ đến khẩu đại bác của ông chú, nhưng ông nói cái đó không thể cho anh mượn, bởi vì nó chỉ bắn được 3 phát và không thích hợp dùng trong chiến đấu lâu dài. Hơn nữa ông phải đợi đến lúc mình sắp mất mạng mới bắn phát cuối cùng để tự kết liễu đời mình. Không còn cách nào khác, Hyun-soo chỉ có thể cầm cây gậy điện đi cứu người. Lúc này con quái vật nửa đầu vẫn lượn lờ ở bên ngoài hành lang chung cư, Hyun-soo trốn nó nên chỉ đánh nấp vào trong thang máy đã bị hỏng. Và màn này cũng bị Eun-hee-uk nhìn thấy qua camera giám sát. Không lâu sau cả chung cư bị mất điện, Hyun-soo nhân cơ hội kích điện con quái vật, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Con quái vật nửa đầu nghe tiếng đuổi theo, mặc dù nó không thể xác định chính xác vị trí của Hyun-soo, nhưng cái tay dài như xúc tu của nó vẫn có sức công phá mạnh đến đáng sợ. Hyun-soo lợi dụng khả năng nghe nhạy bén của con quái vật, cố ý ném hai quả bóng ra, tiếng động phát ra liên tục khiến nó nhất thời bị mất phương hướng. Hyun-soo nhân cơ hội đánh lén sau lưng nó, dùng nguồn điện mạnh nhất để giật con quái vật, cuối cùng nó ngã lăn ra đất, có lẽ phải lâu lắm mới có thể tỉnh lại được. Eun-hee-uk nhờ Ji-kyung canh chừng phòng điều khiển giúp anh chuẩn bị đi qua phòng phát điện để xem tình hình. Bởi vì ở bên ngoài đường vẫn sáng đèn, Eun-hee-uk nghĩ có lẽ nguồn điện trong chung cư gặp trục trặc gì đó. Ji-kyung nghe xong quyết định đi đến phòng phát điện. Trước khi đi cô còn lấy ít đồ trong siêu thị mang theo, cô lấy đồ đi khiến ông chú Seok-hee-eun sắp muốn đứt từng đoạn ruột. Eun-hee-uk đưa cho cô một bộ đàm và dặn cô nhất định phải cẩn thận. Ji-kyung chuẩn bị ra ngoài kiểm tra nguồn điện, người phụ nữ ôm chó khuyên cô tốt nhất đừng vào trong, bởi vì con chó của cô nãy giờ sủa liên tục không chịu im lặng, dường như trong đó có thứ gì. Seok-hee-eun vẫn bất chấp đi vào bên trong. Bên phía Hyun-soo cuối cùng anh cũng cứu được hai đứa con của anh lính và chuẩn bị đưa chúng đến nơi an toàn. Nhưng đúng lúc này Hyun-soo bắt đầu chảy máu mũi. Lo sợ bản thân mất khống chế làm hại đến hai đứa trẻ, Hyun-soo bảo chúng nhanh chóng rời đi. Sau đó anh bắt đầu đấu tranh với nhân cách đen tối của chính bản thân mình. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh mình bị bạo lực ở trường. Nhân cách đen tối nói với anh muốn thể hiện mình là người hùng trước mặt những kẻ yếu hơn, nhưng xét về bản chất anh mới chính là một kẻ yếu đuối đáng thương. Hyun-soo cảm thấy vô cùng ấm ức và dần dần bị nhân cách đen tối nuốt chửng. Sóng cũ chưa qua sóng mới đã đến. Trong lúc Hyun-soo đang mải mê đấu tranh với chính mình thì một con quái vật cơ bắp xuất hiện trước tòa nhà. Nó phá vỡ cửa khiến cánh cửa rơi xuống đè lên người của Hyun-soo. Hai đứa bé muốn kéo anh ra nhưng đáng tiếc là tụi nhỏ quá yếu ớt. Đúng vào lúc con quái vật cơ bắp sắp tóm được hai đứa nhỏ, Hyun-soo dùng chút lý trí cuối cùng để ôm chặt lấy chân nó và hét lên bảo hai đứa trẻ mau chạy đi, dặn chúng lên phòng 1408 để tìm ông chú bị què chân. Hai đứa trẻ đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Hyun-soo lại không may mắn như thế, bị con quái vật cơ bắp điên cuồng đánh đập anh. Đúng lúc này Jae-hyun và Ji-soo nghe tiếng chạy đến, họ chém con quái vật bị thương sau đó cứu Hyun-soo ra ngoài. Hai đứa bé rất nhanh đã leo lên lầu 14, cậu em mới 6 tuổi chưa bao giờ chứng kiến chuyện như thế này nên sợ đến mức tè ra quần. Nhưng lúc này hai chị em lại chạm mặt con quái vật nửa đầu, chị gái vội vã bịt miệng em lại, hai đứa đứng im tại chỗ không dám động đậy. Càng đáng sợ hơn là con quái vật cơ bắp cũng đã leo lên tầng 14. Không ngờ rằng con quái vật nửa đầu không thấy đường, nghe thấy tiếng động do con quái vật cơ bắp phát ra khiến nhận nhầm là con mồi. Trong chốc lát cái tay của con quái vật nửa đầu dài ra tấn công con quái vật còn lại. Nhân lúc hai con quái vật đang đánh nhau, hai chị em nhanh chóng leo lên tầng 15. Dựa vào thể hình có thể thấy, con quái vật nửa đầu chẳng là gì so với con quái vật cơ bắp. Nó bị con quái vật cơ bắp tẩn cho một trận, bị đánh xong còn bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Hai chị em đến gõ cửa rất nhiều nhà, nhưng hình như tầng 15 không có một ai cả. Đúng vào lúc này con quái vật cơ bắp đuổi đến. Vào thời khắc mấu chốt, người phụ nữ kỳ quái đẩy xe nôi đi đến chắn trước mặt con quái vật. Cô cảnh cáo con quái vật không được phép đụng đến đứa bé, kết quả bị con quái vật đá bay ra xa. Trong lúc mơ màng, người phụ nữ kỳ quái nhìn thấy đứa con đã mất của mình. Khi con quái vật giẫm nát chiếc xe nôi, cô nhớ lại cảnh tượng con mình bị tai nạn. Cô nói với con quái vật cơ bắp thực ra cô biết con mình đã mất lâu rồi. Nhưng con quái vật quan tâm chuyện đó làm gì, nó vung nắm đấm đấm thật mạnh vào người cô. Lúc này cuối cùng nhóm của Jae-hyun và Ji-soo cũng lên đến nơi, Hyun-soo bảo hai đứa bé mau chạy đi. Không ngờ rằng người phụ nữ kỳ quái cũng bị biến đổi, cô nhảy lên người con quái vật cơ bắp và ôm chặt lấy nó. Cô cản nó không cho nó làm hại những đứa bé. Cho dù đã biến thành quái vật, nhưng lúc này cô vẫn toát ra hào quang của một người mẹ, hy sinh tất cả để bảo vệ con mình. Jae-hyun chém con quái vật một phát. Nó vội vã hất người phụ nữ ra, nó định đấu tay đôi với Jae-hyun. Jae-hyun chậm chậm dẫn dụ nó đến trước cánh cửa kính ở gần cầu thang, rồi né ra cho nó lao đầu xuống dưới. Ji-soo đi đến trước mặt người phụ nữ kỳ quái, cô nhìn bộ dạng của cô ấy định nhấc gậy bóng chày lên cho cô ấy một phát. Nhưng khi người phụ nữ kỳ quái mở miệng ra nói chuyện, câu đầu tiên cô hỏi là đứa bé đâu rồi. Một lúc sau cô bình thường trở lại. Hyun-soo đưa hai đứa bé đến phòng 1408. Ji-soo cũng đưa người phụ nữ kỳ quái đến trước cửa phòng 1048, bảo cô vào trong trước còn mình đi tìm Jae-hyun.
Jisoo và Jaehyun cùng nhau về nhà bắt đầu thu gom đồ đạc. Cuối cùng Jisoo mang theo đàn và một túi đồ đi ra ngoài, hai người đến ngôi nhà số 1408 để gặp mặt mọi người. Ji Kyung đi đến phòng cung cấp điện, thành công giải quyết chuyện tòa chung cư bị mất điện. Có điện trở lại, TV lúc này đang đưa tin trực tiếp, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố quốc gia lập tức tiến vào tình trạng khẩn cấp, tất cả mọi người không được ra ngoài. Nhưng đang phát biểu thì bỗng nhiên Tổng thống bị biến đổi, cảnh sát ở xung quanh lập tức nổ súng giết chết ông. Tin tức bị gián đoạn và lúc này không ai còn giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì đến chính phủ còn không tự lo cho mình được, thì làm sao có thể cứu trợ người dân. Anh chàng này thi đại học 5 lần cuối cùng cũng đậu đại học, nhưng vừa nhận được thông báo thì ngày tận thế ập đến, đúng là đen hết chỗ nói. Lúc này Un Hee-uk mới nhận ra em gái mình không ở tầng 1, cô đang ở trong phòng băng bó vết thương ở chân. Sau khi băng bó xong thì cô dùng dao rạch nát cái váy ba lê của mình, xem ra cuộc sống của cô cũng có ẩn khúc gì đó. Ji Kyung đi đến phòng cung cấp điện mãi không thấy về. Vì khi cô chuẩn bị quay về thì bị nhện tấn công, bây giờ cô bị tơ nhện quấn kín người và treo ngược lên trên nóc nhà. Ở trước cửa siêu thị mọi người tụ tập ở đó muốn vào trong lấy đồ ăn, nhưng Seok Hee-eun khóa cửa lại không cho ai vào. Ông nói tôi đâu làm từ thiện muốn ăn thì đưa tiền đây. Vào lúc mọi người không biết làm sao, thì Ju Jae-ung mang một vali đồ ăn đến bắt đầu chia cho mọi người. Bà cô ôm chó phát hiện trong vali có vết máu, hơn nữa con chó của cô cứ sủa liên tục, vậy nên cô không dám nhận đồ ăn anh đưa. Un Hee-uk dùng loa phát thanh của chung cư để thông báo mọi người mang theo thức ăn và thuốc thang tập hợp dưới tầng 1, mọi người ở chung với nhau sẽ an toàn hơn. Người phụ nữ đến từ Gangnam, nhân lúc Un Hee-uk dùng loa phát thanh đã lén mở cửa sắt ra. Lúc này con gái của cô đã chạy đến trước cửa chung cư, nhưng mọi người vẫn kéo cô lại không cho cô mạo hiểm đi ra ngoài. Vào thời khắc mấu chốt So-ung xông ra ngoài, anh muốn cứu cô bé ấy. Kết quả con quái vật lưỡi dài dùng một chiêu kết liễu cả hai người, xúc tu của nó xuyên qua người của So-ung và cô bé. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong chung cư sợ khiếp vía, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật hút sạch máu của cô bé. Tất cả mọi người đều sợ hãi ngơ ngác, chỉ có một mình Un Hee-uk nghĩ đến chuyện chặn cửa. Một giây sau xúc tu của con quái vật lưỡi dài xuyên qua cửa sắt, may mà Un Hee-uk kịp thời né được nếu không anh cũng bị giết ngay tại chỗ. Người phụ nữ đến từ Gangnam đau khổ vừa khóc vừa đánh Un Hee-uk, cô nghĩ nếu như mọi người để cô ra ngoài sớm hơn, thì con gái cô sẽ không phải chết. Cứ trốn mãi trong căn nhà số 1408 cũng không phải cách hay. Jaehyun và Jisoo quyết định đi xuống lầu xem xét tình hình, nếu dưới lầu an toàn sẽ đón mọi người xuống. Hee-un So đứng ra chuẩn bị đi cùng hai người. Ông chú què chân không an tâm, để ba người mang theo vũ khí do ông chế tạo để phòng thân. Lúc này ở dưới lầu mọi người đang nhanh chóng ra cố lại cửa sắt. Bà cô ôm chó và bà chủ siêu thị đang nói với nhau về chuyện người phụ nữ Gangnam bị mất con, cả hai đều cảm thấy người phụ nữ Gangnam là người đáng thương. Người phụ nữ ôm chó còn tiện thể nhắc đến Ji Kyung. Hóa ra chồng sắp cưới của cô ấy cũng sống trong chung cư này, hai người vốn dĩ chuẩn bị làm đám cưới rồi, nhưng trước ngày cưới không biết vì sao chồng cô lại qua đời. Bên phía Ji Kyung, con quái vật nhện khổng lồ lại xuất hiện, nó muốn ăn thịt Ji Kyung. Nhưng lúc này Ji Kyung cởi áo ra trốn vào trong đường ống thông gió, cơ thể cô cơ bắp cuồn cuộn vừa nhìn đã biết bình thường cô có tập luyện. Con quái vật nhện đuổi theo cô vào trong ống thông gió, Ji Kyung dựa vào thể lực siêu phàm của mình nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Đúng vào lúc cô chuẩn bị nhảy ra khỏi ống thông gió, thì con quái vật nhện nhà tơ ra quấn chặt lấy cổ của cô, cả người Ji Kyung lơ lửng trong không trung. Trong lúc hoảng loạn cô dốc hết sức đạp bể cánh cửa kính, nhặt lấy một mảnh kính vỡ thành công cắt đứt tơ nhện. Lúc này chiếc điện thoại của cô bị rơi dưới đất đột nhiên vang lên, do nó bị lọt dưới tấm lưới sắt nên Ji Kyung không tài nào lấy được. Màn hình điện thoại hiện lên chồng sắp cưới của cô đang gọi đến. Chúng ta đã biết là chồng chưa cưới của Ji Kyung chết rồi, hơn nữa điện thoại ở trong chung cư không có sóng. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là Ji Kyung xuất hiện ảo giác. Đến tối Ji Kyung mệt mỏi dã rời đi về chung cư, vừa nhìn thấy Un Hee-uk đã cho anh một đấm vào bụng. Hóa ra trước khi hành động hai người đã nói chuyện với nhau trong phòng điều khiển. Trong lúc đó, Un Hee-uk đã nhìn thấy con quái vật ở phòng cung cấp điện qua camera giám sát, nhưng anh không nói cho Ji Kyung chuyện này. Sáng ngày hôm sau, trên bầu trời của toàn thành phố truyền đến tiếng cảnh báo. Thời sự đưa tin quốc gia đã hoàn toàn bước vào trạng thái khẩn cấp, hơn nữa quân đội sẽ tiếp nhận việc trị an và điều hành tư pháp của các khu vực. Bên phía quân đội cũng đã xác nhận, có nhiều cư dân chưa rõ là ai đã biến thành các sinh vật lạ. Mặc dù nguyên nhân của việc này vẫn đang được điều tra, nhưng được dự đoán là có liên quan đến dục vọng của con người. Bệnh này không lây nhiễm qua đường hô hấp hay qua đường máu, chỉ cần xuất hiện ảo giác, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, chảy máu mũi và các triệu chứng choáng váng cần phải lập tức cách ly. Sinh vật lạ này có năng lực tự chữa lành và có thể tái sinh, chúng ta phải ra tay trước khi chúng tiến hóa. Mà khoảng thời gian này chính là thời gian vàng để tiêu diệt bọn quái vật. Phía quân đội nói rằng họ có năng lực và sẵn sàng đối đầu với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng mọi người tin tưởng vào chính phủ. Nhưng một chiếc máy bay bị rơi trong thành phố đã chứng minh rằng phía quân đội nói vậy chỉ để trấn an lòng dân mà thôi. Nhóm của Hee-un So lúc xuống lầu phát hiện ra xác của một người đàn ông, cơ thể anh ta vẫn còn ấm, có lẽ vừa mới chết. Jisoo tìm được chút thức ăn ở trong túi của anh ta, cô ném nó cho Hee-un So. Sau khi Jaehyun cầu nguyện cho người chết xong, Hee-un So đột nhiên bị sinh vật lạ tấn công rơi từ trên lầu xuống. Trùng hợp anh rơi ngay bên cạnh Unjo, nhìn thấy Hee-un So ngã trong đống máu cô sợ hãi hét lớn. Lúc này Hee-un So đã không còn tỉnh táo nữa, anh mơ thấy mình đang ở trong đám tang của người thân, anh quỳ dưới đất đau đớn gào khóc cầu xin người thân đừng rời xa mình. Đúng vào lúc này họ hàng người thân xuất hiện sau lưng anh, bọn họ bảo anh là quái vật và cưỡng ép kéo anh ra ngoài.
Lúc này Hyun-soo tỉnh lại, Un-hyuk nói với anh rằng anh vừa té từ trên lầu 9 xuống, vậy mà anh chỉ mất 3 tiếng đã có thể sống lại. Ẩn ý trong câu nói này chính là Hyun-soo đã bị nhiễm bệnh rồi. Tối đó Un-hyuk triệu tập tất cả người trong chung cư lại, để họp đưa ra quyết định có nên để cho Hyun-soo ở lại trong chung cư không. Mọi người tổ chức họp khẩn cấp và tiến hành bỏ phiếu kín. Ông chú Seok Hyun lại bắt đầu gây chuyện, vừa nhìn thấy Hyun-soo đã cầm dao đe dọa anh. Trước khi bỏ phiếu ông còn lôi kéo mọi người giết chết Hyun-soo, trước khi anh biến thành quái vật nhưng không ai đồng ý. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 8 trên 8, số lượng người tán thành và phản đối bằng nhau, và phiếu cuối cùng quyết định chuyện này lại là một phiếu chống. Kết quả này khiến Seok Hyun không thể nào chấp nhận được, ông không thể để một con quái vật ở lại trong chung cư. Vừa mới gây chuyện ầm ĩ lên thì lát sau Seok Hyun liền gặp chuyện. Seok Hyun cũng bắt đầu điên cuồng chảy máu mũi, điều này có nghĩa là ông cũng đã bị lây nhiễm. Lần này cuối cùng ông cũng chịu im lặng, vội lấy tay bịt mũi rồi nói mệt quá nên mới bị chảy máu mũi. Khi Seok Hyun chuẩn bị rời khỏi nơi diễn ra bỏ phiếu, Hyun-soo đứng chắn trước mặt ông, anh nói anh cũng có quyền bỏ phiếu. Cuối cùng anh bỏ phiếu đồng ý, lúc này Seok Hyun ngất đi. Sau đó mọi người bắt đầu bàn tán, liệu có nên đuổi cả hai người ra khỏi chung cư không? Nếu như dục vọng khiến con người trở thành quái vật, vậy thì Seok Hyun biến thành quái vật là do quá ích kỷ và tham lam. Sau khi Seok Hyun tỉnh lại, ông mặt dày đến chỗ Hyun-soo học hỏi kinh nghiệm. Ông muốn biết Hyun-soo làm sao gắng gượng đến bây giờ không bị biến thành quái vật. Hyun-soo chỉ khuyên ông bình tĩnh một chút. Theo lời kể của bà cô ôm chó, Ji-kyung biết được rằng So-ung chết là do cứu người. Chuyện này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì nhìn khắp chung cư, So-ung là một trong số ít những người có võ lại có nhân phẩm tốt. Bà chủ siêu thị đem đến cho cô một hộp đồ ăn để cô nạp thêm năng lượng, nhưng cô không thể nào nuốt nổi. Nhìn bộ dạng của cô giống như đang mang thai vậy. Người phụ nữ đến từ Gangnam nhìn hình của con gái ở trong điện thoại, cô cảm thấy đau khổ vô cùng. Jisoo đi đến an ủi cô, trước khi đi còn cho cô một túi sô-cô-la. Jisoo nói với cô rằng chỉ khi nào ăn no rồi mới có sức để thương nhớ. Ở trong nhà vệ sinh, Jisoo nhìn cây gậy bóng chày nhớ đến chàng trai đã tặng đàn cho cô. Anh ta từng dạy cô đánh bóng chày, mối quan hệ giữa hai người giống như một đôi đang yêu nhau. Du Jae-ung tự mình lẩm bẩm hắn ta vẫn chưa chết, trên mặt còn lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không biết là anh đang vui vì ai chưa chết. Đúng vào lúc này Sang-wook xuất hiện trước mặt anh ta, không nhiều lời lập tức tẩn cho Du Jae-ung một trận. Anh ta bị đánh đến mức vừa lăn vừa bò trên đất, nhưng vẫn tìm được cơ hội để lao vào tấn công sau đó rời đi với vận tốc ánh sáng. Sau khi nhìn thấy những người khác, anh nói rằng mình đã bị nhiễm bệnh còn lo máu mũi do bị Sang-wook đánh. Anh yêu cầu mọi người nhanh chóng nhốt anh lại cho anh cách ly. Trước khi bị đưa vào phòng cách ly, Jae-hyun hỏi anh có phải anh làm vậy vì nguyên nhân nào khác đúng không? Du Jae-ung không thèm trả lời. Sang-wook cũng tìm đến đây muốn kéo Du Jae-ung ra ngoài, nhưng bị Jae-hyun cản lại. Cuối cùng Du Jae-ung nhìn hai người rồi tự mình đóng cửa lại. Sáng ngày hôm sau Hyun-soo tỉnh lại thấy Du Jae-ung ở ngay cạnh mình, anh sợ hết hồn, dường như anh ta đang cố ý tìm cách tiếp cận Hyun-soo. Anh muốn biết cảm giác sau khi lây bệnh là như thế nào, có phải khắp người tràn đầy năng lượng không? Anh muốn biết làm thế nào mới bị nhiễm bệnh giống như Hyun-soo. Lúc này có thể đoán được, người mà Du Jae-ung vui mừng vì chưa chết rất có thể là Hyun-soo. Bà chủ siêu thị tốt bụng lén tặng cho Ji-kyung quay thử thai và khuyên cô nên kiểm tra thử xem sao. Trong phòng 1408, người phụ nữ kỳ quái đang thái rau bỗng nhiên biến đổi. Sợ mình sẽ làm hai đứa bé bị thương, cô vội vã trốn vào trong nhà vệ sinh, một tiếng sau vẫn chưa thấy ra ngoài. Chị gái chạy đến nói cho ông chú què chân biết, ông đang nghiên cứu vũ khí, không hề để ý đến những biểu hiện lạ của người phụ nữ ấy. Ông chú què chân mở cửa nhà vệ sinh ra, phát hiện người phụ nữ bắt đầu tiến hóa. Về hình thái thì cô giống như một cái tử cung khổng lồ, bên trong còn đang mang một sinh mệnh mới. Người phụ nữ kỳ quái tiến hóa thành một con quái vật không thể tấn công con người. Un Hyuk nhìn vào vũ khí trong tay của nhóm Jae-hyun, anh bất ngờ phát hiện trong chung cư còn có một cao thủ chế tạo vũ khí. Un Hyuk đưa một mình Hyun-soo ra khỏi phòng cách ly. Hành động này khiến ông chú Seok Hyun không hài lòng, ông vui mừng nói với Hyun-soo rằng chắc chắn anh sẽ bị lợi dụng. Un Hyuk đi ra ngoài nói với Hyun-soo rằng có thể để anh ra ngoài, nhưng yêu cầu là anh phải đảm nhiệm tất cả các công việc nguy hiểm. Un Hyuk muốn anh đưa ông chú què chân biết chế tạo vũ khí ở lầu 14 xuống lầu 1. Ông chú bây giờ đang nhân lúc người phụ nữ kỳ quái chưa tiến hóa hết tiêu diệt cô. Trước đó cô đã thừa nhận rằng mình bị lây nhiễm rồi, cô còn dặn ông chú rằng nếu cô biến đổi ông nhất định phải giết chết cô. Nhưng ông chú đã từ chối cô, thực sự ông không thể nào ra tay được. Ông không thể xuống tay với cái tử cung khổng lồ ấy, ông chỉ âm thầm đóng cánh cửa lại. Trước đó khi Sang-wook và Du Jae-ung xảy ra xung đột, Sang-wook trộm được chìa khóa ở trên người đối phương. Sang-wook bất chấp những lời ngăn cản, anh một mực muốn mở cửa thang máy đã bị niêm phong lại. Xem ra nó có liên quan đến chùm chìa khóa ở trong tay anh. Un-hyuk nói với Hyun-soo mục tiêu hàng đầu là ông chú bị què, hai đứa bé không quan trọng, trong tình thế nguy cấp có thể bỏ rơi chúng. Sau khi Ji-kyung biết Un-hyuk lợi dụng Hyun-soo thì cô vô cùng tức giận. Nhưng Un-hyuk làm vậy là vì anh đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Cho dù bị thương nặng đến mức nào Hyun-soo đều có thể sống lại, biến thành quái vật hay không là do ý chí của con người. Hyun-soo có ý chí vô cùng mạnh mẽ nên có thể chống cự không bị biến đổi, vậy nên anh có thể trở thành loại vũ khí mạnh nhất của mọi người để chống lại những con quái vật. Un-hyuk khuyên Ji-kyung nên biết cách lợi dụng những người đang chuẩn bị biến thành quái vật. Rõ ràng Ji-kyung không đồng tình với cách làm này, trong mắt cô Un-hyuk không giống như một người bình thường. Un-hyuk lấy ra một số tấm phiếu phản đối, nó được anh lén chuẩn bị trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Anh định sau khi bỏ phiếu xong sẽ đánh cháo nó với những tấm phiếu đồng ý, nhưng cuối cùng anh không ngờ rằng kết quả bỏ phiếu vượt ra ngoài dự đoán của anh, vậy nên số phiếu già này của anh không cần dùng đến. Anh hỏi Ji-kyung, ngoại trừ Jae-hyun và Ji-su có chút tình cảm cá nhân với Hyun-soo ra, thì tại sao những người khác muốn giữ Hyun-soo ở lại chung cư? Mọi người làm vậy không phải vì lòng trắc ẩn hay lương tâm gì cả mà vì họ sợ. Họ sợ một ngày nào đó mình cũng bị nhiễm bệnh, để Hyun-soo ở lại là họ đang chừa đường lui cho chính mình. Sau đó anh đưa cho Ji-kyung xem bài viết hôm trước anh đọc được trên mạng. Trùng hợp là cô cũng từng đọc được bài viết này trên iPad của chồng chưa cưới, dường như chồng cô và chủ nhân bài viết này có liên quan đến nhau. Bên phía Hyun-soo, giữa đường anh đột nhiên biến đổi, anh mở cửa cầu thang ra nói muốn đi giết quái vật. May mà Sang-wook kịp thời xuất hiện đấm cho anh tỉnh lại. Nhưng vừa quay đầu lại thì Sang-wook bị một con quái vật tay dài bắt đi, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh. Vào thời khắc mấu chốt, một cô gái bịt mặt cầm cung bắn đứt tay của con quái vật chạy mất. May mắn là Sang-wook vẫn còn sống, và căn phòng phía sau lưng anh ngổn ngang toàn xác người. Xem ra quái vật đưa mọi người đến đây để ăn dần. Cô gái bịt mặt là một y tá, chúng ta gọi cô ấy là Jori. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông lớn tuổi tên là Jin Se-ok và một cuốn nhật ký bị rơi trên đất, nó là nhật ký của con quái vật. Khi còn là con người do nó không kịp nắm lấy tay con khiến con nó mất mạng, vậy nên nó lúc nào cũng nghĩ, nếu như tay của nó có thể dài ra thì có lẽ con trai nó đã không chết. Ý nghĩ này dần biến thành chấp niệm, cuối cùng nó biến thành con quái vật tay dài. Sau khi Sang-wook tỉnh lại, Jori muốn băng bó vết thương cho anh. Nhưng dường như Sang-wook vẫn cố chấp, đến một câu cảm ơn cũng không chịu nói, anh rời khỏi căn nhà. Người đàn ông lớn tuổi đi cùng Jo-ji khuyên cô, nhìn Sang-wook cường tráng như thế kể cả lên núi đánh hổ còn được. Lúc này Jo-ji mới chú ý đến Hyun-soo cũng bị thương, cô chuẩn bị băng bó cho anh nhưng Hyun-soo tỏ vẻ kháng cự. Jin Se-ok tinh mắt nhận ra Hyun-soo đã bị nhiễm bệnh và bảo Jo-ji tránh xa anh ra, đồng thời ông còn dùng nỏ để đe dọa Hyun-soo không được động đậy. Lúc này hai người nhìn thấy vết thương trên mặt Hyun-soo tự động lành lại. Jin Se-ok đuổi Hyun-soo đi. Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi thì ông cười lớn, hóa ra lúc nãy ông chỉ đùa anh thôi. Biết được Hyun-soo muốn lên tầng 14 thì ông chủ động đề nghị giúp đỡ anh. Trong phòng cách ly, bà chủ siêu thị giấu dao ở sau lưng, nhìn chằm chằm người chồng đang nằm ngủ trên sofa. Ông chủ siêu thị Se-ok Hyun không chỉ là người ích kỷ, còn thường xuyên đánh đập vợ. Bà chủ nói với chồng sau khi bà biến thành quái vật nhất định sẽ giết chết ông, nhưng làm vậy bà vẫn thấy ấm ức chi bằng nhân lúc còn sống giết ông đi. Nhưng Se-ok Hyun không để tâm những lời này của vợ, lần này bà chủ siêu thị giống như cảnh cáo chứ không ra tay. Lúc rời đi, Joo-jae-ung hỏi thăm bà về Sang-wook. Biết tin Sang-wook đã lên lầu, anh đột nhiên hoảng sợ lục lọi khắp người không thấy chìa khóa đâu. Từ biểu cảm điên cuồng của anh ta có thể thấy, dường như anh đang sợ Sang-wook phát hiện ra chuyện gì. Bên phía Sang-wook, cuối cùng anh cũng có chìa khóa để mở cửa ra. Đi vào trong thì đây là nơi Joo-jae-ung rửa hình, hóa ra anh ta là một tên biến thái. Anh lợi dụng thân phận tình nguyện viên của mình để tiếp cận những đứa trẻ, cuối cùng anh bắt cóc một cô bé. Không chỉ ngược đãi cô bé, anh ta còn chụp lại rất nhiều tấm hình cô bé sau khi bị ngược đãi, những tấm hình ở trong phòng chính là chứng cứ. Hyun-soo đưa Jo-ji và Jin Se-ok đến căn nhà số 1408, anh hỏi người phụ nữ kỳ quái đã đi đâu rồi. Kết quả anh chỉ nhìn thấy một cái tử cung khổng lồ ở trong nhà vệ sinh. Họ có thể nhìn thấy dường như trong đó có một đứa bé khổng lồ, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của trẻ em truyền đến. Bên phía Ji-kyung, cuối cùng cô cũng có can đảm để thử thai, kết quả đã rõ là cô thực sự đang mang bầu. Bên phía Ji-kyung và Ji-soo, hai người không muốn ngồi im chờ chết nên nghĩ cách để tìm đường ra. Bọn họ tìm được một tấm vải trắng cực lớn, dùng sơn đỏ để phun lên dòng chữ cầu cứu và treo nó bên ngoài chung cư. Lo sợ bí mật động trời của mình bị bại lộ, Joo-jae-ung cố ý rạch tay để chứng minh với mọi người rằng mình không bị lây nhiễm. Bởi vì anh không có năng lực tự chữa lành nhanh chóng, mọi người thấy vậy lập tức thả anh ra. Đối mặt với những lời hỏi han của mọi người, anh không còn tâm trí nào mà để ý đến nữa, anh vội vã rời đi. Sau đó anh tìm đến một cái hộp ở trong nhà vệ sinh, lấy ra cây búa là hung khí gây án trước đó. Lúc này Sang-wook cũng nổi giận đùng đùng xuống tầng 1, anh không cẩn thận va phải Jae-hyun, điện thoại rơi cũng không thèm nhặt. Chưa đợi anh tìm gặp Joo-jae-ung để tính sổ, thì anh ta đã lén mai phục và đánh lén anh. Vung búa lên đập thẳng vào đầu của Sang-wook, đầu anh lập tức chảy máu không ngừng. Nhưng sức chiến đấu của Joo-jae-ung so với Sang-wook không khác nào lấy trứng chọi đá. Chớp mắt Joo-jae-ung đã bị đánh cho bầm dập, búa cũng bị Sang-wook cướp mất. Joo-jae-ung vừa đi đến chỗ mọi người vừa đổ oan cho Sang-wook là kẻ sát nhân, nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản, cả đám người chỉ ngơ ngác đứng im một chỗ làm khán giả. Sang-wook nện từng búa một vào mặt của Joo-jae-ung, nhưng như vậy vẫn chưa nguôi giận, anh kéo xác của Joo-jae-ung ra ngoài cửa. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, anh kéo cái xác ra ngoài chung cư để con quái vật lưỡi dài ăn thịt Joo-jae-ung. Sau khi xong chuyện, Sang-wook đã sức cùng lực kiệt, anh tập tễnh từng bước quay về cửa chung cư nhưng không hề có ý định vào trong, anh chỉ muốn đóng cửa sắt lại. Sang-wook nghĩ, lúc này anh không còn được những cư dân trong chung cư chấp nhận nữa rồi, nhưng Jae-hyun đã cản anh lại. Hóa ra khi Sang-wook đi ra ngoài, anh không những mang theo Joo-jae-ung, còn đưa xác của So-ung và cô bé vào trong chung cư. Sang-wook nhìn bề ngoài có vẻ dữ tợn nhưng thực ra anh là một người tốt. Sang-wook bị thương nặng nên ngất đi. Người phụ nữ đến từ Gangnam cuối cùng cũng bộc lộ những cảm xúc đã đè nén bấy lâu. Cô ôm lấy hai chị em đã mất bố, ba người ôm nhau khóc. Mọi người chôn cô bé và So-ung ở một căn nhà trống. Jin Se-ok đứng trước mộ của So-ung giơ tay chào theo kiểu quân đội. Hóa ra Jin Se-ok là một người lính đã xuất ngũ.
Ji Kyung muốn an ủi người phụ nữ đến từ Gangnam, cô nói mình sẽ mạnh mẽ hơn bởi vì cô là một người mẹ. Bà chủ siêu thị lo lắng, Ji Kyung không thể tự mình đối mặt với chuyện cô đang mang bầu. Nhưng Ji Kyung hy vọng bà giúp cô giữ bí mật chuyện này. Sau khi xuống đến lầu 1 thì ông chú bị què bắt đầu chăm chỉ làm việc. Mà Hyun So cũng nhận được nhiệm vụ mới từ Un Hyuk, cầm cây gậy điện của mình đi đến cầu thang bên ngoài chung cư. Cùng lúc đó con quái vật lưỡi dài đang vui vẻ thưởng thức Ju Jae-um. Đột nhiên có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, bắt lấy con quái vật lưỡi dài như bắt một con kiến. Đây chính xác là một con quái vật nặng ký. Một kẻ tàn ác biến thái như Ju Jae-um đáng bị băm vằm thành trăm mảnh. Nhưng tại sao Sang-wook lại hận hắn như thế? Chuyện này có liên quan đến những gì Sang-wook đã trải qua. Khi anh vẫn còn là một chàng thiếu niên thì bố anh bị một tên biến thái thiêu chết. Vết thương ở mặt của anh cũng là do ngọn lửa đó gây nên. Vốn tưởng rằng tên biến thái đó sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng thẩm phán cho rằng hắn ta không có tiền án tiền sự, không có động cơ giết người. Cuối cùng tên biến thái chỉ phạt nhẹ và rất nhanh đã được trả tự do. Một buổi tối nọ, Sang-wook gặp phải tên biến thái hỏi hắn ta tại sao lại phóng hỏa. Tên biến thái nhẹ nhàng nói thấy vui thì đốt chơi vậy. Trước mặt người bị hại hắn không hề tỏ ra hối lỗi, thái độ đó khiến người ta căm hận. Sang-wook tức giận quyết định sẽ tự mình ra tay đòi lại công bằng cho bản thân. Anh dùng dao đâm thẳng vào cổ tên biến thái và kết liễu hắn ta. Sau đó một người nông dân do đi vào bước đường cùng đã đến gặp Sang-wook. Anh ta nghe nói chỉ cần đưa tiền Sang-wook sẽ giúp anh giết người. Con gái của anh bị người ta bắt cóc và hành hạ cho tới chết, nhưng cảnh sát chẳng hề quan tâm. Chuyện này khiến cho trái tim của anh nguội lạnh, anh không thể chấp nhận được kẻ giết người giờ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy nên anh nhờ Sang-wook giúp anh tìm ra tên sát nhân đã hại chết con gái anh. Đó cũng là lý do vì sao Sang-wook lại căm hận Ju Jae-um đến thế. Hắn khiến cho Sang-wook nhớ lại tên biến thái trước đó đã hại chết bố mình. Sang-wook tỉnh lại không nhìn rõ người ở bên cạnh là Jori, nên đã ra tay bóp cổ đối phương. May mà anh dừng tay kịp lúc. Jori chạy ra ngoài cửa, bệnh hen suyễn của cô lại tái phát, cô vội vã phun thuốc vào miệng. Jin Se-ok có một chiếc mô tô đậu bên ngoài chung cư, ông không nhịn được dùng ống nhòm ngắm nhìn nó. Kết quả bị Jori phát hiện, cô nói ông có thể ngắm nhìn nhưng không được phép có suy nghĩ nào khác. Lúc này mọi người đang bàn bạc liệu có nên để Sang-wook ở lại chung cư hay không. Có người cho rằng giết chết Ju Jae-um là trừ hại cho dân, Sang-wook chỉ đang phòng vệ chính đáng. Nhưng có người lại lo Sang-wook không khống chế được bản thân, nhỡ nổi nóng lên giết người thì sao? Đúng vào lúc này Sang-wook đi đến, mọi người lập tức ngoan ngoãn im miệng. Để cảm ơn Sang-wook đã mang thi thể của con gái về, người phụ nữ đến từ Gangnam cởi nhẫn và dây chuyền xuống, định tặng cho Sang-wook. Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì Sang-wook đã đi mất rồi. Điều này chứng minh rằng, Sang-wook không phải là một sát thủ máu lạnh có thể làm mọi chuyện vì tiền. Jae-hyun trả lại cho Sang-wook chiếc điện thoại mà anh đánh rơi. Anh nhìn thấy tin nhắn giữa Sang-wook và anh nông dân, biết được Sang-wook là người tốt. Mặc dù giết người là hành vi sai trái, nhưng Jae-hyun vẫn muốn Sang-wook ở lại chung cư. Jae-hyun hỏi Sang-wook tại sao lại đốt số tiền công anh nông dân đưa cho anh. Sang-wook trả lời do anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó có thể đoán được, có lẽ anh đã nhìn thấy hình con gái anh nông dân bị ngược đãi đến chết. Bên phía Jisoo, cô ở trong nhà vệ sinh bắt đầu chảy máu mũi, sau đó cơ thể cô bắt đầu vặn vẹo bước từng bước ra ngoài, nhìn có vẻ như cô cũng bị nhiễm bệnh rồi. Nhưng chưa đi được mấy bước cô đã dẫm trúng bẫy của mọi người. Lúc này Ji Kyung cầm búa đi đến, thấy vậy Unzo vỗ tay nói mọi người chơi vui thật đấy. Hóa ra nãy giờ mọi người chỉ đang diễn tập, diễn xuất của Jisoo thực sự quá đỉnh, Oscar nợ cô một tượng vàng. Ji Kyung một mình quay trở lại phòng cung cấp điện để nhặt điện thoại. Un Hyuk cho rằng cô thích làm việc một mình, nên không phù hợp ở lại chung cư nữa. Mà lúc này, Ji Kyung nhận ra có lẽ chồng chưa cưới của mình là chủ nhân của bài viết kia, cô định rời khỏi chung cư đi điều tra. Cô lấy chìa khóa xe mô tô từ chỗ Jin Se-ok sau đó lái xe rời khỏi chung cư. Để có thể tiếp tục sống tiếp, Jin Se-ok đặt ra quy tắc sinh tồn trong Green Home. Một là tạo thành một nhóm tuần tra luân phiên nhau gồm 2 người trở lên, một khi phát hiện ra điều gì bất thường lập tức thông báo. Hai là mỗi ngày một bữa, và lượng thức ăn được cung cấp vừa đủ để đảm bảo tiết kiệm lương thực. Ba là vào 8 giờ tối mỗi ngày, mọi người sẽ phải đo nhiệt độ để xác định có người nhiễm bệnh hay không. Buổi tối, Hyun So đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến giờ mới về. Hóa ra anh đi tìm đồ dùng thiết yếu cho tất cả mọi người, đúng là một công cụ dạng người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hyun So ngoan ngoãn về phòng cách ly. Ông chú què chân không nhịn được cảm thấy bất bình thay cho Hyun So. Hyun So không làm hại người khác cũng không biến thành quái vật, chẳng có lý do gì để nhốt Hyun So cả. Un Hyuk đưa ra giải thích rằng Hyun So vẫn là một nhân vật nguy hiểm, vì vậy khi về chung cư bắt buộc phải cách ly. Sáng hôm đó, mọi người đến trước cửa phòng cách ly đưa cho Hyun So một tờ giấy, không cần đoán cũng biết trong đó là nhiệm vụ của anh ngày hôm nay. Đầu tiên anh phải trăng dây câu ở khắp các ngõ ngách trong chung cư, trên đó có chuông và bóng bay, một khi có quái vật chạm vào sẽ phát ra tiếng động cảnh cáo. Sau đó anh đến từng phòng tìm đồ mà mọi người cần. Hyun So mạo hiểm giúp đỡ mọi người, nhưng thứ mà mọi người bắt cậu tìm lại là kem chống nắng, băng vệ sinh và thức ăn cho chó. Rất nhanh Hyun So đã gặp phải con quái vật hành động nhanh như chớp. Những người dưới lầu đang sắp xếp đồ ở trong siêu thị. Thấy Hyun So vẫn chưa về, bà cô ôm chó lo lắng không biết anh có gặp nguy hiểm không. Anh chàng tóc xoăn vô lương tâm thấy vậy nói, cho dù Hyun So bị thương cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh ta ngủ một giấc tỉnh lại là khỏi. Đúng vào lúc này cô gái phụ trách tuần tra thổi còi cảnh báo. Chỉ thấy một con quái vật lông lá mọc đầy người. Mặc dù không thấy mặt, nhưng bà chủ siêu thị vừa nhìn đã nhận ra đó chính là chồng mình.
Hóa ra ông chủ siêu thị Seok-hyeon là một người chọc đầu. Ông phải đội tóc giả suốt ngày. Có lẽ điều mà ông mong muốn nhất là có một mái tóc dày đen óng à. Bà chủ cầm gậy đi đến trước mặt chồng định tự mình kết liễu ông. Vừa đập một gậy ông chồng liền khôi phục ý thức. Bà hỏi Seok-hyeon trước khi chết có điều gì muốn nói không? Kết quả bà nghe được ba chữ giết tôi đi. Cuối cùng ở trước mặt mọi người bà chủ siêu thị dùng gậy đập chết chồng. Sau khi xong việc bà cảm thấy đau khổ khôn cùng, bởi vì trước khi chết chồng bà còn nói với bà ba chữ tôi xin lỗi. Câu xin lỗi mà bà chờ đợi suốt 30 năm cuối cùng cũng được nghe thấy, nhưng tất cả đã không thể quay lại nữa rồi. Hyun-so quay về nhìn thấy ông chủ siêu thị chết thảm, nhân cách đen tối trong người anh lại xuất hiện, nó nói với anh đây chính là kết cục sau này của mày. May mà Hyun-so vẫn kiềm chế được nguồn năng lượng tà ác trong cơ thể mình, anh ném số vật dụng mình tìm thấy xuống đất sau đó một mình rời đi. Bên phía Ji-kyung, cô đi đến bệnh viện nơi chồng chưa cưới cô làm việc khi còn sống. Khi đó ở đây xảy ra hỏa hoạn, chồng chưa cưới của cô không may gặp nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy xác. Ji-kyung bất chấp lời ngăn cản của cấp trên đưa cho ông đơn từ chức, rồi đi vào trong đám cháy tìm kiếm xác của chồng chưa cưới. Thời gian quay lại hiện tại, Ji-kyung thuận lợi tìm được iPad chồng chưa cưới để trong ngăn kéo. Trong danh mục cô tìm thấy một bài viết với bút danh là Kru-kru, xem ra chồng chưa cưới của cô chính là Kru-kru. Anh đã sớm phát hiện ra có người đang biến đổi và tự nguyện trở thành đối tượng thí nghiệm. Trước kia Hyun-so và Eun-hee-uk chỉ đọc được một nửa bài viết ở trên mạng, bây giờ Ji-kyung đọc được nửa còn lại trên iPad. Sau quá trình tự mình thử nghiệm thì chồng chưa cưới của Ji-kyung phát hiện, chỉ cần gắng gượng được 15 ngày thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại, sau đó sẽ trở thành người nhiễm bệnh đặc biệt. Ji-kyung chăm chú xem không để ý đến trước mặt cô đang có vài khẩu súng, hóa ra là người của quân đội, bọn họ đưa Ji-kyung đi. Để tiết kiệm điện, cả tòa chung cư bị ngắt điện khiến cho lòng tin của mọi người bắt đầu lay động. Sợ rằng họ sẽ không chống cự được bao lâu nữa, không chỉ điện mà ngay cả nước và thức ăn cũng không đủ. Khi mọi người đang bi quan, Eun-so tỏ ra rất tích cực cổ vũ mọi người lạc quan lên. Khi Eun-so quay về phòng cách ly, trong giấc mơ anh lại tiếp tục đấu tranh với nhân cách đen tối. Đối phương liên tục dụ dỗ anh nảy sinh dục vọng, như vậy Hyun-so chắc chắn sẽ biến thành quái vật. Nhưng anh lại tiếp tục dùng ý chí mạnh mẽ của mình để đánh thắng nhân cách đen tối kia. Sau khi tỉnh lại, Eun-so ngồi ở bên cạnh phát hiện ra những vết sẹo trên cổ tay Hyun-so. Eun-so nói anh đừng tiếp tục chịu nhịn để người khác bắt nạt, bị sai khiến làm đủ mọi chuyện. Anh cần vùng lên một lần, như vậy mọi người mới không dám bắt nạt anh nữa. Nói xong cô để lại cho anh một hộp băng keo cá nhân, bảo anh chỗ nào bị thương thì dán ở đó. Hyun-so không hiểu cô làm vậy là có ý gì, dù sao bây giờ anh cũng có khả năng phục hồi siêu phàm, cần gì mớ băng keo cá nhân này. Eun-so làm vậy là muốn Hyun-so nói với mọi người rằng, anh bị thương vậy là do mọi người. Mặc dù không chết nhưng thực sự rất đau, đừng để bọn họ cho rằng Hyun-so giúp đỡ họ là điều đương nhiên. Eun-so gặp Eun-hee-uk và Ji-soo ở ngoài cửa, cô nói hai người đừng hở ra là sai Hyun-so. Ji-soo nói lại Eun-so là cô không làm gì cả chỉ biết nói thôi. Cả hai cãi nhau nảy lửa, Eun-hee-uk giơ tay ra tát cho em gái một phát. Eun-hee-uk đến gặp Hyun-so nói với anh, chung cư này ngày càng không phù hợp để ở nữa rồi, Hyun-so cần phải tìm chỗ ở mới cho mọi người trước khi nguồn điện cạn kiệt. Hyun-so một mình đi xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm thì bị quái vật nhện tấn công. Một bên khác Ji-kyung bị quân đội treo lên. Từ lời của bọn họ Ji-kyung biết được, chồng chưa cưới của cô đã tham gia thí nghiệm trên người của quân đội. Khi đó Ji-kyung không tìm được xác của chồng chưa cưới, vậy rất có khả năng anh đã biến thành quái vật. Do Ji-kyung biết quá nhiều nên phía quân đội định giết người diệt khẩu. Nhưng Ji-kyung bắt buộc phải tiếp tục sống vì đứa bé ở trong bụng. Cô biết phía quân đội đang tìm người có thể chống lại quái vật, mà cô biết có người làm được điều này, người đó đương nhiên là Hyun-so. Ji-kyung đồng ý giúp đỡ quân đội tìm người, điều kiện là họ giữ lại mạng sống cho Ji-kyung. Bên phía Hyun-so, anh giống như Ji-kyung trước đây, bị quái vật nhện dùng tơ quấn chặt người và treo ngược lên trần nhà. Cùng lúc đó một chất lỏng không rõ màu xanh đang không ngừng bao bọc khắp người Hyun-so. Còn Eun-hee-uk và Sang-wook trở thành nhóm chủ lực, lúc này họ cũng đến bãi đỗ xe chuẩn bị cứu Hyun-so. Sau khi chất lỏng màu xanh cảm nhận được động tĩnh, liền nhanh chóng rút khỏi người Hyun-so. Mọi người phát hiện con quái vật di chuyển nhanh như chớp cũng đang ở đây, chỉ có điều nó đang đứng ngủ. Để tránh làm nó thức giấc, mọi người quyết định đi vòng qua nó. Cùng lúc đó, con quái vật nhện sau khi bắt được Hyun-so, bắt đầu vào bên trong chung cư. Nó chuẩn bị tấn công mục tiêu kế tiếp, mà mục tiêu của nó lần này là cô con gái lớn của anh lính. Vào thời khắc mấu chốt, ông chú què chân cầm đại bác tự chế xuất hiện. Do chân của ông không đi được, di chuyển khó khăn nên rất nhanh ông cũng gặp nguy hiểm và bé gái vẫn bị con yêu quái nhện bắt đi. Dưới bãi đỗ xe, mọi người thành công cứu được Hyun-so đang hôn mê. Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Ji-soo bị đau bụng, sau đó vũ khí của cô bị rơi xuống đất. Hỏng chuyện rồi, tiếng động khiến con quái vật đang ngủ bỗng thức giấc. Eun-hee-uk bắn trúng một mắt của con quái vật nhưng anh cũng bị nó đánh bay. Nhất thời tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Eun-hee-uk dùng tiếng mở xe để thu hút con quái vật di chuyển nhanh như chớp. Mặc dù có thể tranh thủ cho mọi người chút thời gian để chạy trốn, nhưng con quái vật vẫn phát hiện ra họ. Lúc họ chuẩn bị về chầu trời thì Eun-hee-uk lái xe tông bay con quái vật, sau đó bảo mọi người nhanh chóng vào trong xe. Chiếc xe chạy khắp nơi tìm lối ra, trong lúc đó lượng quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Hóa ra bọn chúng vẫn trú ngụ ở trong bãi đỗ xe, bọn quái vật bám giết không chịu buông, tất cả đều đu bám vào chiếc xe. Một con quái vật nắm chặt lấy tóc của Ji-soo, Ji-hyeon dứt khoát dùng dao cắt đứt tóc của cô. Trong xe vô cùng hỗn loạn, mọi người đang bận rộn chiến đấu với quái vật. Cuối cùng chiếc xe đâm phải một đống đất nhỏ chết máy, đồ sau cốp xe cũng bị văng ra ngoài, mọi người chỉ đành xuống xe chạy thoát thân.
Đúng vào lúc này, con quái vật di chuyển nhanh như chớp lại xuất hiện. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Jin Seo cầm súng phun lửa lìa khắp nơi, đám quái vật lập tức biến thành những đống lửa. Mặc dù chúng có năng lực tự chữa lành siêu đỉnh, nhưng dù sao chúng vẫn là sinh vật sống, nếu bị đốt cháy thành tro chúng sẽ không thể tái sinh được nữa. Một bên khác, ông chú què chân vẫn đang chiến đấu với quái vật nhện khổng lồ. Bé gái bị bắt và chân của chú cũng bị thương. Những người khác trong chung cư vào thời khắc mấu chốt chẳng làm được tích sự gì cả. Cuối cùng Unzo và Jori cùng nhau hợp sức trói con quái vật đó lại. Bé gái sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lập tức cầm bật lửa ném thẳng vào người con quái vật, nhưng làm vậy vẫn không tạo thành vết thương chí mạng. May mà lúc này nhóm nhân vật chính đã trở về, khi Unzo cầm con dao điện cắm vào người quái vật. Sau khi bị điện giật một lúc thì cuối cùng con quái vật không còn động đậy nữa. Mặc dù Hyunso cứu mọi người nhưng họ chỉ nhìn anh không dám đến gần anh. Cuối cùng vẫn có một cô gái nói lời xin lỗi với Hyunso. Lần này Un Hyuk để cho anh tự quyết định có quay về phòng cách ly hay không. Hyunso chọn ở bên ngoài. Lúc ăn cơm anh không quen bị mọi người nhìn ngó, nên Hyunso bê đồ ăn định tìm chỗ khác ngồi ăn. Không ngờ anh gặp Sang-wook cũng bị mọi người phân biệt đối xử. Cho đến khi Jin Se-op xuất hiện thì bầu không khí mới bớt ngượng ngùng. Để cho ba người thân thiết hơn, Jin Se-op chủ động vạch áo lên, để lộ vết sẹo lớn do phẫu thuật để lại ở bụng. Có thể thấy sức khỏe của Jin Se-op không tốt lắm. Nửa đêm anh chàng tóc xoăn chạy vào trong nhà tắm để tắm rửa. Anh tức tối oán trách quy định sử dụng nước 3 ngày mới được tắm một lần. Nhưng đang tắm thì dòng nước bỗng chuyển thành màu đen, rõ ràng nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm. Điều này có nghĩa là mọi người không thể tiếp tục ở lại chung cư được nữa. Un Hyuk đưa ông chú què chân đến bãi đậu xe, hy vọng ông có thể nhanh chóng sửa một chiếc xe. Chỉ có như vậy mới có thể đưa mọi người rời khỏi đây. Do thời gian cấp bách và số người bị nạn lại nhiều, nếu tiếp tục kéo dài thời gian rất có thể tất cả đều phải chết. Họ bắt buộc phải rời đi trước khi mọi người nản chí. Cuộc nói chuyện của hai người vô tình bị nghe thấy, anh ta chạy đến phòng quản lý phát hiện thức ăn sắp cạn kiệt rồi. Anh không muốn ngồi yên chờ chết, lập tức chạy đến siêu thị, cầm dao đe dọa bắt mọi người đưa chìa khóa xe cho anh. Anh muốn rời khỏi chung cư. Đáng tiếc là anh quá yếu ớt, bị Sang-wook xách cổ lôi đi rồi ném ra ngoài cửa. Có giỏi thì đi ra ngoài đi. Hành động này khiến cho anh ta hoàn toàn suy sụp. Lúc này Jin Se-op xuất hiện, ông nói loại người vì sợ hãi mà làm chuyện bậy bạ như anh sẽ là người chết đầu tiên. Có lẽ những lời này đã khiến cho anh khiếp sợ, anh lập tức trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ những vấn đề trong chung cư đã quá rõ ràng rồi. Un Hyuk nói cho mọi người biết kế hoạch. Do lượng thức ăn chỉ còn đủ ăn trong 5 ngày nữa, bọn họ cần phải ra ngoài kiếm thêm lương thực. Dường như tất cả mọi người đều âm thầm mặc định, người đi ra ngoài làm nhiệm vụ là Hyunso, nhưng lần này Un Hyuk lại giao cho Sang-wook. Mới đầu Sang-wook không muốn làm việc này, anh chỉ đồng ý với Jae-hyun giúp mọi người quản lý thức ăn thôi. Nhưng sau khi nghe Un Hyuk nói, Sang-wook có chút động lòng. Đúng vào lúc này anh chàng nhút nhát lúc nãy đi đến xin lỗi. Sang-wook cũng xin lỗi anh về những hành động khi nãy của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Sang-wook thể hiện ra mình là người có tình có nghĩa. Jae-hyun ở bên cạnh nhìn thấy mọi chuyện thì anh vô cùng vui mừng. Jisoo một mình ngồi đánh đàn, Hyunso đến gặp cô, hy vọng cô sẽ giữ mãi niềm đam mê âm nhạc của mình. Nghe xong Hyunso nói bài hát này khiến anh có cảm giác như được về nhà. Cái tên Sweet Home cứ như vậy được buột miệng nói ra, và bài nhạc này cũng có cái tên chính thức. Sau khoảng thời gian tươi đẹp chính là lúc chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trước đó khi xuống bãi đậu xe giải cứu Hyunso, cơ thể của Jisoo đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Lần này cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, sắc mặt của cô trắng bệch ngồi trước cửa nhà vệ sinh. Cho dù cô gõ cửa như thế nào, Unzo vẫn chiếm lấy nhà vệ sinh không chịu ra ngoài. Không lâu sau bên ngoài im ắng trở lại, Unzo mở cửa ra thấy Jisoo đã nằm ở dưới đất rồi. Un Hyuk từng học trường y, sau khi kiểm tra anh xác định được Jisoo bị viêm ruột cần phải mổ ngay lập tức. Un Hyuk không có kinh nghiệm phẫu thuật nhưng vì Jisoo vẫn quyết liều một phen. Muốn phẫu thuật cần phải có một vài thiết bị y tế, Jae-hyun chủ động tự nguyện ra ngoài tìm vật tư. Hyunso và Jori cũng yêu cầu được gia nhập đội ngũ tìm kiếm vật tư. Lúc xuất phát, Hyunso nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia. Khi đó Hyunso vẫn là một chàng trai hiền lành, lạc quan và hồn nhiên. Hôm đó con trai của một gia đình giàu có chuyển đến trường anh, lúc này có một quả bóng từ trong sân bay ra đập vào người của anh chàng đó. Hyunso không chỉ mắng những người chơi bóng không cẩn thận, còn đưa tay ra đỡ anh bạn kia lên. Lúc này Hyunso đâu biết rằng những hành động tốt bụng đó của anh là khởi đầu cho cơn ác mộng. Hôm sau anh chàng con nhà giàu mang theo một nhóm học sinh bắt nạt Hyunso, thậm chí anh ta còn ép cậu học sinh nhát gan ra tay với Hyunso. Anh chàng con nhà giàu còn cảnh cáo mọi người, nếu dám chủ động nói chuyện với Hyunso sẽ giết chết người đó. Cứ như vậy Hyunso bị cả trường cô lập, bị bạo lực, nhưng Hyunso không dám phản kháng, bởi vì trùng hợp là bố của Hyunso đang làm việc trong công ty của bố anh ta. Nếu như Hyunso dám phản kháng thì bố anh sẽ bị đuổi việc, vì vậy Hyunso phải nhẫn nhịn. Sau đó anh chàng con nhà giàu cũng chịu nói ra nguyên nhân bạo lực Hyunso. Bởi vì cái ngày mày đưa cho tao đồng tiền dơ bẩn ấy, bầu trời hôm đó rất trong xanh. Đây là lý do vớ vẩn gì vậy? Rõ ràng anh chàng con nhà giàu này là một tên biến thái. Mà những gì Hyunso gặp phải không được gia đình đồng cảm, có thể là vì muốn giữ công việc nên mẹ anh cũng đồng ý với suy nghĩ của bố, họ cho rằng tất cả vì tốt cho gia đình. Còn em gái Hyunso, anh vô tình nghe thấy cô gọi điện thoại cho bạn, cô nói Hyunso không phải anh trai cô. Sau đó bố của Hyunso đến trường một chuyến, từ đó về sau anh chàng con nhà giàu không bắt nạt anh nữa. Nhưng anh vẫn bị tất cả mọi người cô lập. Anh chàng con nhà giàu cũng đổi đối tượng để bạo lực học đường. Mẹ của anh chàng này cần một số tiền để làm phẫu thuật.
Cậu con nhà giàu nói rằng, chỉ cần lúc xe chạy qua anh chàng kia dám nhảy ra đường thì anh sẽ đưa tiền. Đúng vào lúc anh chàng bị bắt nạt bước được một chân, thì Hyun Soo xuất hiện đẩy anh chàng con nhà giàu ra giữa đường. May mà chiếc xe phanh kịp không tạo thành tai nạn chết người. Nhưng chuyện này khiến bố của Hyun Soo mất việc, cuối cùng mẹ của anh chàng kia cũng mất vì bệnh. Anh ta không những không cảm ơn Hyun Soo giúp mình còn trách cứ Hyun Soo. Nếu như không có Hyun Soo, có lẽ mẹ của anh ta đã được phẫu thuật và vẫn còn sống. Hyun Soo vẫn luôn muốn mình trở thành một người tốt, cũng cố gắng để yêu thương thế giới này. Nhưng tất cả mọi thứ xảy ra khiến anh cảm thấy bất lực, sau đó anh bắt đầu trở nên bi quan. Anh bỏ học trở thành một chàng trai ăn mì gói và chìm đắm trong game, thậm chí còn xuất hiện hành vi tự làm tổn thương bản thân mình. Tất cả mọi người ở trong chung cư đang chuẩn bị phòng mổ. Còn nhóm người Hyun Soo lái xe đã cải tiến rời khỏi chung cư. Không ngờ chưa đi được bao xa đã bị lật xe, thứ khiến họ bị lật xe là con quái vật cơ bắp cuồn cuộn. So với trước đó thì con quái vật này đã to thêm vài lần, cũng chính nó đã bắt lấy con quái vật lưỡi dài. Có lẽ nó ăn cả người lẫn quái vật, sau khi nạp thức ăn vào thì cơ thể của nó cũng to lên. Mọi người trong chung cư nghe thấy tiếng xe bị lật, họ biết những người vừa ra ngoài đã gặp nguy hiểm. Bên này Jisoo đã không đợi được nữa, Un Hee-uk chỉ đành bắt đầu phẫu thuật trong tình trạng không có thuốc tê. Trước khi phẫu thuật anh nói với Jisoo, ca phẫu thuật này có rất nhiều nguy hiểm, cho dù thành công cũng khó tránh sau này vết thương bị nhiễm trùng. Sau khi nhận được sự đồng ý của bệnh nhân, Un Hee-uk bắt đầu làm phẫu thuật. Hạ dao xuống rạch một đường thì Jisoo bị đau đến mức ngất đi. Jin Se-ok phụ trách trông coi xung quanh, khi thấy mọi người gặp nguy hiểm ông cầm bom xăng lao ra ngoài. Khi con quái vật cơ bắp đang vội dập lửa thì Jin Se-ok nhấc Hyun Soo dậy. Nhưng rất nhanh con quái vật đã đứng chắn trước mặt hai người. Lúc này Jin Se-ok nôn ra máu xem ra ông đang mắc bệnh nặng, ông vốn dĩ định hy sinh bản thân mình để cứu Hyun Soo. Đúng lúc này Ji Kyung được quân đội thả ra lái xe cứu hỏa quay về chung cư. Chiếc xe cứu hỏa đâm vào con quái vật cơ bắp nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Con quái vật phản công kéo Ji Kyung ném xuống dưới đất, sau đó bắt đầu điên cuồng lắc xe cứu hỏa. May mà Ji Kyung được huấn luyện bài bản thông minh và nhanh nhẹn, cô lén chạy sang một bên của xe cứu hỏa, chui vào trong xe rồi bắt đầu lùi xe lại. Nhân lúc Ji Kyung đối phó với con quái vật cơ bắp, Sang-wook lôi những người bị kẹt ở trong xe ra. Không lâu sau chiếc xe tự cải tạo bị nổ và bốc cháy. Bị xe cứu hỏa tấn công con quái vật rơi vào trong đống đổ nát. Ji Kyung nhân cơ hội lái xe cứu hỏa va vào tấm biển quảng cáo đang cháy, thành công khiến con quái vật bị thiêu chết. Trong chuyện này, tất cả mọi người đều bị thương may mà không có nguy hiểm về tính mạng. Khi mọi người quay trở lại chung cư thì Un Hee-uk đã mổ xong. Anh nói với Jae-hyun rằng Jisoo có gắng gượng được không là tùy thuộc vào ý trời. Ji Kyung làm mất xe mô tô của Jin Se-ok, để đền bù cô mang về cho Joji bình thuốc hen suyễn. Trước khi thảm họa xảy đến, Joji phụ trách chăm sóc Jin Se-ok, mối quan hệ của hai người không khác gì bố con. Bình thuốc này đối với ông mà nói nó vô cùng trân quý, cho dù có bị mất xe mô tô cũng đáng. Ji Kyung đến hỏi Hyun Soo rằng anh còn nhớ mình bị nhiễm bệnh ngày nào không, những triệu chứng ban đầu là gì và anh chống cự đến bây giờ như thế nào. Hyun Soo bị hỏi ngơ ngác chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của Ji Kyung, bởi vì anh muốn sống tiếp. Sau đó Ji Kyung nói với Hyun Soo, quân đội đang tiến hành thí nghiệm bí mật trên người. Họ tìm những người thí nghiệm và quan sát quá trình họ chống chọi không biến thành quái vật, hy vọng thông qua đó có thể tìm được cách giải quyết nguy cơ. Nhưng những người tham gia thí nghiệm này, nếu không chết thì cũng bị biến thành quái vật. Chỉ có mỗi một người thành công chống cự được 15 ngày, kết quả chạy mất tăm mất tích. Vậy nên rất có thể phía quân đội sẽ đến tìm Hyun Soo. Lúc ăn cơm bà chủ siêu thị nói với mọi người rằng bà đã bị nhiễm bệnh, bà sợ sẽ làm mọi người bị thương nên muốn rời khỏi chung cư. Nhưng lúc này khi tất cả mọi người bỏ phiếu, họ đều quyết định để bà chủ siêu thị cách ly trong chung cư. Lúc bà chủ siêu thị nhìn thấy Hyun Soo thì bà vô cùng đau lòng, bởi vì lúc này bà mới thực sự hiểu cảm giác của Hyun Soo. Bà hối hận vì là người lớn bà không giúp gì được cho Hyun Soo, nói xong bà vừa khóc vừa rời đi. Lúc tắm Ji Kyung nhìn máy định vị ở trong tay mình, cô đắn đo không biết có nên nhấn nút hay không. Trước đó khi quân đội thả cô ra có nói với cô rằng, một khi phát hiện ra người nhiễm bệnh đặc biệt thì phải lập tức báo cho quân đội. Điều này có nghĩa là chỉ cần ấn nút Hyun Soo sẽ lập tức bị đưa đi nghiên cứu. Đúng vào lúc này có một người đàn ông xông vào trong phòng tắm, nhìn cách ăn mặc của anh có lẽ là một người lính. Mặc dù Ji Kyung không mặc đồ, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của cô, chỉ vài chiêu đã khống chế được anh lính đó. Lúc này mọi người đang tụ tập trong phòng nghe Jin Se-ok kể chuyện. Bà cô Gangnam lấy ra một bình rượu trái cây để trợ hứng. Đột nhiên anh lính xông đến, thấy bình rượu ngâm trái cây liền thò tay vào trong lấy trái cây ăn, nhìn có vẻ như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Trong những lời nói chẳng ăn nhập vào nhau của anh, mọi người đoán là anh vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Anh lính với bộ dạng như người mất hồn có đánh cũng không tỉnh lại. Ji Kyung định dò hỏi thêm vài chuyện nữa, nhưng đột nhiên bộ đàm trên người anh reo lên. Trong đó truyền đến tiếng của một người đàn ông, thái độ của người đó cực kỳ kiêu căng. Anh lính sợ hãi định chạy nhưng bị người dân trong chung cư lôi lại. Người đàn ông đầu bên kia nói rằng tao nhìn thấy đầu của mày rồi, sau đó liền truyền đến tiếng nổ súng. Nếu đoán không sai, thì người đàn ông đầu bên kia đã nổ súng giết chết người lính khác. Thấy anh lính hoảng sợ lo lắng, Ji Kyung dùng bình cứu hỏa đập nát bộ đàm. Cô lập tức bảo mọi người gỡ bỏ tín hiệu cầu cứu ở bên ngoài tòa nhà. Nhóm người muốn giết anh lính chắc chắn không phải người tốt. Nếu như để bọn họ phát hiện trong chung cư vẫn có người còn sống, sẽ không tránh khỏi một trận tàn sát. Nhưng dường như tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng xấu. Ji Kyung đến phòng cách ly thăm bà chủ siêu thị và nói với bà chỉ cần gắng gượng hết 15 ngày bà sẽ không sao nữa.
Kết quả vừa nói xong thì bà chủ siêu thị bắt đầu chảy máu mũi. Mà lúc trước chú bảo vệ bị biến đổi do một thùng cá thối đột nhiên xuất hiện. Ông đi thang máy đến tầng 1, mà màn này trùng hợp bị nhóm Hyunso nhìn thấy. Bọn họ phải đến tầng 1 trước ông bảo vệ. Lúc xuống lầu sang walk bị một con quái vật tóm lấy, chỉ đành gửi gắm tất cả hy vọng cho Hyunso. Để nhanh chóng đến nơi thì Hyunso dùng cách thả người rơi tự do. Kết quả rơi mạnh quá chân bị gãy nhất thời không thể hoàn toàn hồi phục, anh chỉ đành cố hết sức để bỏ đi. Người phụ nữ đến từ Gangnam tưởng rằng hai người Hyunso hoàn thành nhiệm vụ quay về nên đi đến trước thang máy. Kết quả người đi ra là bảo vệ đã biến thành quái vật, trên người ông ta vác máy phát cỏ, mặt đầy ruồi nhặng vô cùng ghê tởm. Không thể vì trước đó người ta đưa cho ông cá chết khiến ông ghê tởm, mà khi biến thành quái vật ông mang bộ dạng vậy làm người khác ghê tởm lại. Đúng vào lúc bảo vệ định giết chết người phụ nữ đến từ Gangnam, thì Jae Hyun xuất hiện dùng thanh kiếm trong tay chặn máy phát cỏ lại. Nhưng đồ thủ công sao có thể đánh lại máy móc, một giây sau bảo vệ đã cắt mất một cánh tay của Jae Hyun, thanh kiếm cũng bị rứt mất. Jae Hyun muốn bảo vệ mọi người, nên cố gắng đứng dậy dùng thanh kiếm gãy đâm vào người bảo vệ. Sau đó anh mang theo bảo vệ đi vào trong thang máy đóng rồi lại mở hai người lao vào đánh nhau. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, Jae Hyun biết làm vậy không thể giết được quái vật bảo vệ. Anh bảo người bên ngoài ném bình lửa vào trong thang máy, nhưng anh ta ngơ ngác đứng im một chỗ không dám ra tay. Thấy vậy Un Hee-uk trước giờ luôn quyết đoán làm việc theo lý trí, cầm bình lửa ném thẳng vào trong thang máy. Cứ như vậy Un Hee-uk và quái vật bảo vệ chết cùng với nhau. Cảnh tượng bi thảm đó khiến tất cả mọi người phải rơi lệ. Mọi người tổ chức một đám tang nhỏ cho Un Hee-uk. Jisoo sau khi tỉnh lại âm thầm đứng sau đám người, một lúc sau cô quay người rời đi. Khi con quái vật bảo vệ đến tầng 1 thì Jae Hyun đang ở trong phòng bệnh với cô. Trước khi đi anh lấy hết can đảm tỏ tình với Jisoo. Thực ra cô cũng thích anh nhưng cô chưa kịp nói ra mà thôi. Vốn tưởng rằng hai người sẽ có một mối tình tốt đẹp, không ngờ vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Jisoo không thể chấp nhận được sự thật, cô đau đớn tuyệt vọng. Unjo đi đến đưa cho cô một hộp sô-cô-la, nhưng Jisoo không muốn người khác đến gần mình, bởi vì những người thân cận với cô đều không có kết thúc tốt đẹp. Người tặng đàn cho cô đã chết, bây giờ đến Jae Hyun người luôn chăm sóc cô cũng đã chết. Để giúp cho Jisoo mau chóng lấy lại tinh thần, Unjo kể cho cô nghe câu chuyện của mình. Hóa ra cô và Un Hee-uk không có quan hệ huyết thống. Khi đó cô bảo bố mẹ đưa cô ra ngoài xem biểu diễn, kết quả không may gặp tai nạn bố mẹ cô chết ngay tại chỗ, mà vụ tai nạn đó cũng đã cướp mất tính mạng của bố mẹ Un Hee-uk. Hai người trở thành trẻ mồ côi và sống nương tựa vào nhau. Đang đi học thì Un Hee-uk bỏ học đi làm kiếm tiền cho Unjo học múa. Để trả ơn anh, cô muốn cố gắng học tập nhưng do lòng bàn chân của cô bị thương, nên cô không thể thực hiện những động tác khó. Unjo an ủi Jisoo, bất luận trước đây đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn đau khổ, cũng phải cố gắng tiếp tục sống. Nói xong cô đưa di vật của Jae Hyun là một thanh kiếm gãy cho Jisoo. Jae Hyun là người đầu tiên trong chung cư mở lòng với Sang-wook, nên cái chết của anh khiến Sang-wook vô cùng đau lòng. Sang-wook cầm một chai rượu dài trước mộ của Jae Hyun. Bà chủ siêu thị lúc này đang khổ sở đấu tranh, hôm nay là ngày thứ 10 bà chiến đấu để không trở thành quái vật. Cố gắng nốt 5 ngày nữa bà sẽ trở thành trường hợp nhiễm bệnh đặc biệt, bà chủ không ngừng động viên bản thân nhất định sẽ làm được. Bên phía quân đội, họ phát hiện ra một nhóm lính đã gặp nạn, chính là nhóm của anh lính đột nhập vào chung cư trước đó. Sau khi giết người, bọn chúng cướp xe bọc thép của quân đội và lái thẳng về phía Greenhouse. Trong phòng quan sát Jin Se-op nói với Ji-kyung rằng, ông ở trong chung cư rất nhiều năm rồi. Dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm nói rằng, không chừng dưới chung cư có một căn hầm có thể lánh nạn, chỉ cần tìm thấy nó mọi người sẽ được an toàn. Đúng vào lúc này, họ phát hiện ra một chiếc xe bọc thép đang lao nhanh trên cầu gần khu chung cư. Ji-kyung nhìn máy định vị trong tay mình, rõ ràng cô chưa mở máy ra phía quân đội làm sao có thể tìm đến đây được. Jin Se-op là một bậc tiền bối có kinh nghiệm, ông nói trong thời buổi loạn lạc đến quân đội cũng không đáng tin. Không đợi những người trong chung cư chuẩn bị, xe bọc thép đã lao thẳng vào bên trong. Từ trên xe bước xuống một đám cướp hung hãn tàn bạo. Tên cầm đầu không nhiều lời lập tức ra tay giết hại anh lính chạy trốn, sau đó chặt ngón tay của anh ta để mở dương nhưng không thành công. Sau đó bọn họ vẽ một vòng tròn dưới đất, để những cư dân trong chung cư ở yên trong đó, một khi có người ra khỏi vòng sẽ bị giết. Tên cầm đầu cho thuộc hạ đi lục soát khắp nơi, tập hợp tất cả những người còn sống. Trong lúc đó Jin Se-op muốn che chở cho Sang-wook không may bị bắt, ông chú què chân cũng không tránh khỏi. Con trai của anh lính được con quái vật màu xanh cứu thoát, ngoài ra Sang-wook, Ji-kyung, bà chủ siêu thị và Jisoo vẫn chưa bị bắt. Có một cô gái không cẩn thận bước ra ngoài vòng tròn lập tức bị bắn chết, bọn cầm thú đó chuẩn bị kéo cô đi và làm nhục cô nhưng cô đã chết rồi. Đối mặt với đám cướp coi mạng người như cỏ rác này, trong lòng mọi người vô cùng căm hận nhưng không thể phản kháng. Một tên côn đồ phát hiện ra Jisoo, hắn đi lên dùng dao ngoáy vào vết thương của cô, thậm chí còn liếm vết máu dính ở trên dao, vừa nhìn đã biết là tên biến thái. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị làm chuyện đổi bại, đồng bọn của hắn xuất hiện nói đại ca gọi hắn qua đó, Jisoo nhờ vậy thoát được một kiếp. Nhưng sau khi đi ra ngoài hắn phát hiện mình bị lừa rồi. Tên cầm đầu chủ động nói chuyện với mọi người, Un Hee-uk hỏi hắn đã đến những đâu rồi và những nơi đó giờ như thế nào. Tên cầm đầu nhắc đến một nhà thờ, nơi đó phòng thủ rất nghiêm ngặt. Nhưng sau khi bọn chúng xông vào trong, phát hiện những người bên trong hình như chết hết rồi. Điều kỳ lạ là họ không hề phát hiện ra dấu vết của quái vật, tên cầm đầu đoán là do bọn chúng đã giết hại lẫn nhau. Trong mắt hắn thứ đáng sợ nhất không phải là quái vật mà là con người. Ji-kyung nhớ ra cây súng trước kia cô giấu ở trong ống thông gió, nhưng giờ không thấy đâu hết. Hóa ra lúc cô giấu súng đã bị Sang-wook nhìn thấy, bây giờ khẩu súng đang nằm trong tay của Sang-wook.
Do không đi nghĩa vụ quân sự nên Sang-wook không biết cách dùng súng. Vào thời khắc mấu chốt, Ji-kyung xuất hiện dùng tay không giải quyết tên côn đồ. Sau đó bọn họ gặp lại bé trai nhà anh lính, do con quái vật đã cứu cậu nên Sang-wook không ra tay với nó. Tên cầm đầu cho rằng Eun-hee-uk rất có khả năng lãnh đạo, bởi vì đây là nhóm người kém nhất và số lượng đông nhất mà hắn từng thấy. Vì vậy hắn muốn Eun-hee-uk tham gia vào đội ngũ của hắn. Cân nhắc tới sự an toàn của mọi người, Eun-hee-uk giả vờ đồng ý, còn đưa bọn họ đến gặp bà chủ siêu thị. Anh không ngờ rằng đám người này ra tay rất tàn độc, vừa biết bà chủ siêu thị đã nhiễm bệnh, chúng liền nổ súng giết chết bà. Nhân lúc tên cầm đầu không có ở đó, mọi người bắt đầu vùng lên đấu tranh. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, tên cầm đầu dùng tính mạng của Eun-hee-uk đe dọa mọi người, bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn lại. Lúc này bà chủ siêu thị sống lại và đi ra ngoài. Khi bà chuẩn bị giết chết Eun-hee-uk, Hee-un-soo dùng cơ thể mình để cản lại, đồng thời anh không thể không nhẫn tâm bóp chết bà. Tên cầm đầu biết Hee-un-soo là người nhiễm bệnh đặc biệt, hắn cảm thấy rất thích thú. Sau khi dùng lửa đốt xác của bà chủ siêu thị, hắn đưa Hee-un-soo lên sân thượng chuẩn bị ngược đãi anh. Ở dưới tầng một, tên cầm thú ban nãy lại chuẩn bị gây chuyện, hắn định ra tay với Joji, hắn bảo cô đi vào trong phòng mổ. Đúng vào lúc hắn định cưỡng hiếp Joji thì Ji-su dùng dao đánh lén hắn, nhưng sau đó cô liền bị hắn đánh đập dã man. Người ta hay nói làm người đừng tham quá. Khi tên cầm thú đang bận đối phó với Ji-su, hắn không để ý đến Joji đang ở phía sau, kết quả hắn bị cô đâm chết. Joji chưa bao giờ giết người, sau khi ra tay xong cô cảm thấy hoang mang sợ hãi khiến bệnh hen suyễn phát tác, thuốc của cô cũng không biết rơi từ bao giờ. Khi cô sắp không gắng gượng nổi nữa thì Sang-wook xuất hiện. Sau khi dùng thuốc thì bệnh tình của cô tốt hơn hẳn, cô nói với Sang-wook rằng mình vừa giết người. Sang-wook an ủi cô là không sao đâu vì thứ lúc nãy cô giết không phải người. Ji-kyung xuống tầng một giết chết tên côn đồ phụ trách trông coi mọi người. Mọi người đang định chạy thì bị một tên côn đồ khác chạy đến cản lại, hắn nổ súng giết chết một cư dân của chung cư và ép Ji-kyung bỏ súng xuống. Sau đó hắn vừa đánh vừa đá vào người Ji-kyung. Khi bị đánh, cô dùng hai tay ôm chặt lấy bụng để phòng đứa bé trong bụng bị thương. Hành động này của hắn khiến mọi người tức giận, mọi người đồng tâm hợp lực giết chết tên côn đồ. Sau khi xong chuyện, mọi người bắt đầu tiến hành xử lý hiện trường. Đột nhiên ông chú què chân bắt đầu chảy máu mũi. Trên sân thượng, tên cầm đầu nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ Hee-un-soo, chém đầu, moi nội tạng hay là trực tiếp ném thẳng từ trên sân thượng xuống. Khi tên cầm đầu chuẩn bị ra tay thì tên đàn em của hắn ở bên cạnh phản bội lại hắn, hắn dùng tay đâm vào ngực của tên cầm đầu, sau đó ném hắn từ trên tầng thượng xuống. Tên côn đồ khác bắn vào cổ kẻ phản bội, kết quả anh ta có thể sống lại chỉ sau một giây còn giết chết đối phương. Anh ta là Hu Mi-ưng, một người giống như Hee-un-soo. Thấy vậy tên côn đồ sợ hãi, Hu Mi-ưng tha cho hắn một mạng. Hu Mi-ưng giơ bàn tay đang nhỏ máu của mình ra muốn bắt tay với Hee-un-soo. Đúng vào lúc này máy bay trực thăng của quân đội bay qua đầu bọn họ, vô số những tờ rơi màu đỏ từ trên trời rơi xuống, là tờ rơi về người bị truyền nhiễm đặc biệt do quân đội ban hành. Hee-un-soo hỏi anh tại sao lại giết chết đồng bọn, Hu Mi-ưng nói mình là sói làm sao có thể sống chung với đám thỏ. Trà trộn vào trong đó chỉ để chơi cho vui thôi, chơi đùa lũ thỏ ấy cho chán rồi giết thịt, điều đó không hề phạm tội mà là quy tắc sinh tồn của thế giới này. Hee-un-soo phản đối rằng trên thế gian này vẫn có quái vật không làm hại người, thậm chí còn đưa Hu Mi-ưng đến tầng 14, xem người phụ nữ bị biến đổi thành tử cung. Hu Mi-ưng thừa nhận có tồn tại quái vật không làm hại người, nhưng có tồn tại con người không giết hại quái vật không? Thông báo của quân đội chính là minh chứng rõ ràng nhất, chỉ cần báo cáo người nhiễm bệnh đặc biệt, phía quân đội sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho người báo cáo, và quân đội sẽ đưa bọn họ đến căn cứ an toàn. Hu Mi-ưng không ngừng dụ dỗ Hee-un-soo, một khi bạn bè cậu biết chuyện này họ sẽ không còn bảo vệ cậu nữa. Vì mất niềm tin vào loài người, khi xuống lầu Hu Mi-ưng bảo Hee-un-soo đứng chắn trước mặt anh. Cùng lúc đó, những người ở tầng 1 đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, họ chĩa súng về phía thang máy. Eun-hee-uk tin tưởng Hee-un-soo, nhưng những người khác vẫn chĩa súng vào người Hu Mi-ưng. Hee-un-soo bảo mọi người bỏ súng xuống, vì ở trên sân thượng Hu Mi-ưng đã cứu anh. Sau đó Hu Mi-ưng nói với Hee-un-soo, hy vọng anh có thể cùng mình đi tìm đồng loại. Những người trong chung cư bây giờ chỉ đang lợi dụng anh, sau này họ nhất định sẽ bỏ rơi anh. Hu Mi-ưng còn kể cho Hee-un-soo chuyện mình tham gia thí nghiệm của quân đội. Mới đầu anh cứ nghĩ mình bị mắc bệnh nan y, để tách con quái vật ra khỏi người anh chủ động tham gia thí nghiệm. Phía quân đội nghĩ ra mọi cách đóng băng, thiêu đốt hay đâm xuyên qua người nhưng tất cả đều vô dụng. Hu Mi-ưng bị thương khắp người, cuối cùng anh cũng hiểu ra không phải con quái vật đang trong người anh, mà bản thân anh chính là một con quái vật. Hình dáng của Hu Mi-ưng khi biến thành quái vật giống như một vũng máu, nó sống nhờ trong cơ thể Hu Mi-ưng. Sau đó xác Hu Mi-ưng ở trong phòng thí nghiệm bị hỏng, anh giết chết những nhà nghiên cứu rồi sống nhờ trong cơ thể họ. Hu Mi-ưng cho rằng mình đã tiến hóa, biến thành một sinh vật cao cấp hơn loài người, và đáng lẽ con người nên bị chọn lọc tự nhiên đào thải. Anh muốn Hee-un-soo chấp nhận sự thật là con người và quái vật không thể cùng nhau tồn tại. Một bên khác, chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong khu chung cư. Những người còn sống mặc kệ bé trai khóc lóc ngăn cản, họ đốt chết con quái vật dạng nước màu xanh. Bọn họ cho rằng quái vật chính là quái vật, cho dù nó từng cứu người nhưng không chắc sau này nó sẽ không làm chuyện xấu. Chuyện này khiến Hee-un-soo không thể chấp nhận được. Cho dù quái vật có chia ra tốt xấu, nhưng con người không thể nào sống hòa bình với quái vật được. Eun-hee-uk đưa thông báo của quân đội cho Eun-joo xem. Eun-joo tưởng rằng anh mình định bắn đứng Hee-un-soo, cô vô cùng tức giận. Eun-hee-uk nói không ai biết được rằng những người trong khu an toàn sẽ biến đổi khi nào, bọn họ không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Khi đưa ra lời đảm bảo trong khi mình thực sự không làm được, thì đó chính là lừa đảo.
Un Hi-uk không đưa ra quyết định, anh chỉ muốn nghe suy nghĩ của người trong cuộc. Sau vụ giết chết con quái vật dạng nước, Hyun-soo dần cảm thấy xa cách với tất cả mọi người, anh không muốn nói bất cứ điều gì với Un Hi-uk. Hu Mi-eung nói với Un Hi-uk và Ji-kyung, anh nghe được tin từ phía quân đội, trong tình huống không thể phân chia người và quái vật, hoặc là không xác định lúc nào con người biến thành quái vật, phía quân đội sẽ cố gắng quét sạch các khu vực, bọn họ sẽ không cho quân đến tiếp viện mà chỉ tiêu diệt tất cả mọi thứ. Cho dù mọi người cung cấp những người bị nhiễm bệnh đặc biệt, cũng chưa chắc được đảm bảo an toàn. Sau đó Ji-kyung nói sự thật cho Un Hi-uk biết, phía quân đội đưa máy định vị cho cô nhưng cô vẫn chưa sử dụng, cô đưa máy định vị cho Un Hi-uk để anh cất trong ngăn kéo. Cuộc đối thoại của hai người bị anh chàng tóc xoăn trốn ở ngoài nghe thấy. Đợi nhóm Un Hi-uk rời đi, anh ta lén nhấn nút trên thiết bị định vị, nói rằng anh ta không muốn chết ở đây. Ông Park Jin Se-op lúc này đang đào hố ở dưới lầu, trực giác nói cho ông biết chắc chắn dưới đất có đường hầm. Jo-ji đi đến nhắc nhở ông chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Nhưng vừa nói xong thì cô lại lên cơn hen suyễn ngất đi, nhưng thuốc lúc này đã dùng hết, Sang-wook chỉ đành cõng cô chạy ra ngoài chung cư tìm thuốc. Nhưng anh bị Hu Mi-eung cản lại, Hu Mi-eung nghi ngờ anh đi báo cáo cho quân đội. Sau khi đánh ngã Sang-wook, anh ta lấy mất chìa khóa xe trong tay anh. Hyun-soo nhìn thấy Jo-ji phát bệnh, anh tin hai người họ không bắn đứng mình. Vậy nên anh lấy lại chìa khóa từ tay Hu Mi-eung, bảo hai người họ mau chóng rời đi. Không ngờ hành động lương thiện của Hyun-soo dành cho con người, khiến cho Hu Mi-eung tức giận. Sang-wook vừa cõng Jo-ji rời khỏi chung cư, thì Hu Mi-eung liền nổ súng bắn hai người. Sau đó hắn tiếp tục giết những người ở trong chung cư, Hyun-soo muốn cản hắn lại nhưng bị hắn đánh văng ra xa. Để bảo vệ người phụ nữ ôm chó, anh chàng tóc dài nhút nhát cuối cùng cũng dũng cảm một phen, anh đỡ đạn giúp cô và cũng vì vậy anh phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ji-kyung bắn liên tục vào người của Hu Mi-eung, nhưng khả năng khôi phục của đối phương quá mạnh. Lúc này Hyun-soo cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Hu Mi-eung, hai người lao vào đánh nhau. Mới đầu Hyun-soo không phải là đối thủ của Hu Mi-eung, anh chỉ có thể chịu đòn. Hu Mi-eung còn nói với Hyun-soo, thật ra bà chủ siêu thị chết không phải do anh bóp cổ, sau khi xác của bà bị đốt Hu Mi-eung mới biến thành một vũng máu rời đi. Sau khi Hu Mi-eung khống chế được Hyun-soo, hắn chuẩn bị giết chết tất cả những người khác trong chung cư. Đúng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhật thực, cơ thể của Hyun-soo cũng bắt đầu thay đổi và anh bắt đầu tiến hóa. Cánh tay của anh mọc ra rất nhiều lông vũ, Hyun-soo trở thành thiên sứ hắc ám. Nhìn thấy Hyun-soo biến thành quái vật thì Hu Mi-eung vui mừng vỗ tay. Đôi cánh bao vây lấy Hu Mi-eung, mặc dù mới chỉ tiến hóa một phần, nhưng sức chiến đấu của Hyun-soo lập tức tăng lên, anh nhẹ nhàng tiêu diệt đối phương. Nhưng lúc này Hyun-soo đã mất khống chế, thậm chí anh còn muốn tấn công những người khác trong chung cư. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông chú què dùng thân thể của mình ôm chặt lấy Hyun-soo. Những sợi lông xuyên qua cơ thể của ông, được ông an ủi, cuối cùng Hyun-soo cũng bình phục, anh bắt đầu đau đớn tuyệt vọng. Không lâu sau Hyun-soo ngất đi và ông chú cũng ngừng thở. Bên ngoài chung cư, Sang-wook dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa Jo-ji vào trong xe. Nhưng lúc này anh đã kiệt sức ngã ngoài cửa, bọn họ đều biết tất cả đã quá muộn rồi. Trước khi chết hai người bình tĩnh đến lạ. Hyun-soo cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng anh không còn nhớ gì hết, nhìn thi thể của ông chú trước mặt anh quên mất người này là ai. Lúc này trong đầu anh lướt qua những hình ảnh hai người ở bên nhau, nước mắt anh bỗng dưng rơi xuống. Những người khác không nói cho Hyun-soo biết sự thật, có lẽ lãng quên chính là cái kết tốt nhất. Cậu em buồn bã vì quái vật dạng nước chết, cậu cho rằng con quái vật đó rất có thể là do bố biến thành. Nhưng chị gái thà tin rằng bố mình đã chết, chứ không muốn tin rằng bố biến thành quái vật, vì chuyện này hai chị em đấu khẩu với nhau. Lúc này Jin Se-op nhớ ra, ông chú bị què sau khi nhiễm bệnh đã giao cho ông một chiếc chìa khóa. Khi mở tủ ra ông phát hiện một cái hộp, trong đó là huy chương được làm thủ công dành cho hai chị em. Sau khi đeo huy chương lên hai chị em làm lành với nhau. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, hai chị em phát hiện Jin Se-op đã lên thiên đường rồi. Ông đi trong lúc ngủ và ra đi vô cùng thanh thản. Khi mai táng Jin Se-op, Ji-kyung phát hiện ra lối vào tầng hầm ở dưới cái hố lúc trước ông đã đào. Chuyện mà Jin Se-op luôn mong chờ cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng mọi người không biết rằng Hu Mi-eung vẫn chưa chết, thứ mà Hyun-soo tiêu diệt chỉ là cái vỏ bọc hình người của hắn mà thôi. Hu Mi-eung biến thành một đống máu, hắn lái chiếc xe bọc thép ở ngoài cửa đi. Nửa đêm trời đổ tuyết lớn, quân đội bố trí nhân lực chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bên ngoài chung cư và dùng loa yêu cầu giao người bị nhiễm bệnh ra. Sau đó họ sẽ đưa tất cả những người còn sống đến khu vực an toàn. Mọi người muốn Hyun-soo ở lại trong chung cư, nhưng Hyun-soo mất trí nhớ nên dường như anh muốn đi ra ngoài. Cậu em chạy đến thấy cả người anh lạnh toát, liền dùng khăn quàng cổ quấn vào tay anh. Một bên khác có người trong chung cư tự mình đi xuống tầng hầm, hắn bật công tắc lên chuẩn bị chạy trốn. Kết quả tầng hầm phát nổ, hắn biến thành một đống thịt nát. Phía quân đội nghe thấy tiếng nổ, tưởng lầm là những người trong chung cư có vũ khí vậy nên họ bắt đầu nổ súng. Nhất thời cả chung cư bị bao trùm bởi cơn mưa đạn, mọi người chỉ đành trốn vào trong đường hầm. Unjo không thấy Hyun-soo đâu, cô lo lắng. Un Hi-uk biết em gái đang nghĩ gì, anh chuẩn bị đi tìm Hyun-soo đưa cậu xuống tầng hầm. Trước khi đi anh hứa với Unjo rằng anh sẽ bình an quay về. Un Hi-uk đến gặp Hyun-soo một lần nữa cho Hyun-soo lựa chọn. Cuối cùng Hyun-soo bước ra bầu trời đầy tuyết, còn Un Hi-uk anh không quay về tầng hầm. Lúc này Unjo mới nhận ra rằng anh mình nói dối. Un Hi-uk một mình trong phòng quản lý, nhìn tấm hình chụp chung của cả nhà nước mắt giàn giụa. Và anh cũng xuất hiện triệu chứng chảy máu mũi. Hóa ra anh cũng bị nhiễm bệnh, vì không muốn làm người khác bị thương nên anh đã quyết định ở lại chung cư. Bên kia, Hyun-soo tiến về phía trước trong cơn mưa đạn của quân đội.
Khi ấy trong đầu anh chậm chậm hiện lên hình ảnh của những người trong chung cư, dường như anh đang dần khôi phục trí nhớ. Trong đường hầm mọi người bắt đầu tìm đường ra. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của chú chó, mọi người lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mọi người lên xe của quân đội đi đến nơi an toàn. Nhưng Ji Kyung lại tham gia vào hàng ngũ quân đội, cô muốn tiếp tục điều tra vụ chồng chưa cưới của cô. Hi Un So tỉnh lại trong một chiếc xe bọc thép, vết thương của anh đã lành lại. Nhưng người lái xe không phải người của quân đội mà là Sang-wook, vết sẹo trên mặt của anh cũng đã biến mất. Có thể suy luận ra người này không phải là Sang-wook thật sự, mà là Hoo Mi-eung đang ở trong cơ thể đó, dùng khả năng khôi phục siêu phàm của mình để chữa lành vết sẹo. Huống hồ trước đó Hoo Mi-eung đã đánh cắp mất chiếc xe bọc thép. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Thế giới ma quái. Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.